trình tương lai dành cho Việt Nam yêu dấu chúng ta hôm nay gặp các bạn một cách đặc biệt trên bãi biển. Nguyện biển một tình yêu thương Đức Chúa Trời, đại dương ngọt ngào, thương xót Chúa đổ đầy trên các bạn, trên gia đình các bạn, trên dòng giống các bạn. Nguyện sự thạnh lộ Đức Chúa Trời đi ngang qua các bạn và dành đó là sự thương xót vô lượng vô biên Đức Chúa Trời đến trên các bạn, trên dân tộc chúng ta. Năm 2020 là năm mà chúng tôi đã công bố, năm sự sáng tỏ, năm sự hiện thấy, năm mà tất thảy cái điều gì mà giấu kín ở trong chỗ bí mật, nơi kín nhiệm sẽ bị đưa ra cả nơi sáng láng để chúng ta nhìn thấy. Đức Chúa Trời đã quyết định năm 2020 là năm như vậy, và chúng ta đã thấy từ đầu năm đến giờ ấy, có rất nhiều sự kiện có thể đang xảy ra các bạn ạ. Nhưng tôi nói các bạn, đó chưa phải cao trào đâu. Từ hè năm nay còn rất nhiều cao trào khác đầy kịch tính sẽ xảy ra nữa, vì Đức Chúa Trời đã quyết định là giáng họa và giáng cơn thách nộ của trời đến trên Babylon, đến trên các con gái Babylon, đến trên con thú bảy đầu mười sừng, đến trên các chế độ độc tài tham nhũng cộng sản, đến trên các chế độ tôn giáo, đến trên hệ thống mafia, các hệ thống tài phiệt. Nguyện Thánh Linh của Chúa Trời cáo trước tất cả con người đó, và ai có tai hãy nghe để ăn năn, để quay trở lại bên đấng tạo hóa của mình, để mà được sự sống và sống đời đời. Ngày hôm qua chúng ta thấy có một vụ nổ rất lớn tại thủ đô Beirut của người Hồi giáo tại Liban, các bạn ạ, Liban. Đấy cũng là một cái tín hiệu để chúng ta biết là cái sự phán xét khủng khiếp của Chúa Trời mà chúng ta đã công bố, gươm Đức Giê-hô-va đã uống đủ trên trời rồi, và nó xuống trên đất, xuống trên cái dân tộc mà Đức Chúa Trời làm sự rủa xả để làm sự đoán phạt. Vì vậy mà các bạn để ý, từ hè năm nay trở đi các bạn ạ, có rất nhiều thiên tai, rất nhiều nhân tai khác còn xảy ra thêm nữa các bạn ạ. Các bạn cầu nguyện chăng nữa cũng không thể nào giảm hết đi được các bạn ạ. Cái điều đó nó vẫn còn cứ tiếp tục, vì các bạn hãy nhớ rằng khi mà sự thạnh nộ của trời đã phát ra, vì lời Chúa nói này, cơn bão Đức Giê-hô-va đã phát ra, đó cơn bão lớn, đó sự thạnh nộ của trời, và sự thạnh nộ của Ngài sẽ chẳng trở về sau khi Ngài đã làm trọn ý tưởng đã toan trong ngày của Ngài. Đó là sự thạnh nộ trời đổ trên Babylon, đổ trên con gái Babylon các bạn ạ, đổ trên cái dòng giống của con rắn, dòng giống của những kẻ mà chống đích Thánh Linh Chúa Trời. Đó là điều đau thương nhưng chúng ta phải chấp nhận, bởi vì chúng ta không phải được tạo hóa. Chúng ta có thể yêu thương con người các bạn ạ. Đức Chúa cũng rất yêu thương con người, Ngài rất thương tiếc những cái linh hồn mà phải buộc bị quẳng xuống địa ngục và sau đó hù được đời đời các bạn. Ngài đau lắm chứ, chúng ta cũng đau sơ các bạn ạ. Chúng ta cũng chia buồn với dân Liban, chia buồn với tất cả các dân tộc đang chịu nhân tai, đang chịu thiên tai các bạn ơi. Thông thường chúng ta chỉ để ý là chia buồn với những thảm họa thiên tai thôi, nhưng còn thảm họa nhân tai nó còn kinh hoàng hơn các bạn ạ. Với thảm họa nhân tai đấy, nó cướp đi hàng tỷ người trên trái đất này bởi những tội lỗi của con người, những tội lỗi của Babylon, những tội lỗi của con gái Babylon đấy, nó tự hại mình, tự diệt mình, bởi vì Đức Chúa Trời đã nói trong sách Hành Huyền rằng con thú cưỡi trên con đàn bà dâm phụ Babylon đó, con thú đấy ăn thịt Babylon. Như chúng ta đã nói trong bài giảng khác, bây giờ chúng ta sẽ gặp nhau trong bài giảng này để tôi sẽ nói các bạn về Babylon, nói các bạn về quyền trưởng nam, và chỉ có con trưởng nam đấy sẽ thi hành một án phạt cực kỳ là hiệu nghiệm, cực kỳ hiệu quả các bạn ạ, trên Babylon, giết tất cả con đầu lòng của Edipto, giết tất cả con đầu lòng của Babylon và các hệ thống độc tài mafia đó các bạn ơi. Và chúng ta hãy nghe cái bài giảng, ok. Alo. Alo, lần nữa xin kính chào tất cả các mục sư, các tôi tớ Chúa và tất cả anh chị em chúng ta. Chúng ta cùng mở microphone nhé và cùng hô hallelujah để ngợi khen vinh hiển của Ngài. Ôi nguyện Chúa sức giàu chúng ta đầy rẫy. Thưa các anh chị em yêu quý. Dạ. Dạ, thưa tất cả các anh chị em yêu quý của chúng ta. Hôm nay bây giờ đáng lẽ ra là mục sư tiên tri Ruslan sẽ chia sẻ cho chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà vì các bạn còn anh chị em còn nhớ mục sư Ruslan lần trước có chia sẻ chúng ta trong tháng trước ấy, có nhớ không ạ? Nhớ. Đã lần trước là mục sư tiên tri Ruslan đã bởi thần Chúa chia sẻ đề tài rằng là anh chị em cũng nhớ đúng không ạ? Ai báo trả cho con gái Babylon, với đoạn kinh thánh cơ sở là Thi Thiên 137 đúng không ạ? Hôm nay thì mục sư không lên được vì đang ở nước ngoài. Ông đã ủy quyền cho tôi chia sẻ
vì chúng tôi đều ở trong hội thánh sứ đồ God Embassy, là hội thánh đại sứ quán nước trời ân phước trong dân tộc. Chúng tôi cùng dòng chảy sự dạy dỗ sứ đồ tiên tri và sứ đồ trưởng Sunday Adaja, chúng tôi đã gửi lời chào thăm và chúc phước cho tất thảy các bạn Việt Nam. Mục sư Ruslan cũng vậy. Hallelujah, và nguyện lời chúc mừng của ông, lời chúc phước của sứ đồ đấy cũng đổ đầy trên tất anh chị em, trên gia đình anh chị em, trên cả nơi ở các anh chị em và trên tất thảy mọi sản nghiệp của anh chị em, nhân danh Jesus Christ. Amen. Tôi đi trong thẩm quyền dọc bởi vì cha thuộc linh của tôi là sứ đồ trưởng Sunday và lãnh đạo thuộc linh là tiên tri mục sư Ruslan, và họ là những thẩm quyền hữu hình mà tôi phải khai trình. Trước khi được trưởng thành để trở thành người nam của Đức Chúa Trời thì tôi đã trở thành người con, vì Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời của trật tự. Như vậy, và tôi luôn dạn dĩ và tôi hiểu rằng Đức Chúa Trời ngài luôn che chở đầu tôi trong mọi chiến trận. Các anh chị em có thể thắc mắc, ai đó thắc mắc tại sao tôi có thể sự dạn dĩ nào đó. Đơn giản thôi, bởi vì tôi có sự che phủ thuộc linh, tôi có sự che phủ. Vậy thấy như là lời cầu nguyện, sự khai phóng Chúa qua tôi, nó tôi biết chắc chắn đó là hợp pháp và có tính chính danh. Tôi quay lại cái bài giảng lần trước, mục sư Ruslan Serbuk và bị trục trặc về internet nên là có thể là không đạt được đến tất cả anh chị em. Tôi nhắc lại là hôm nay mục sư Ruslan là ông ủy quyền cho tôi thôi, nhưng mà tôi thì ông không đưa ra đề tài nào cả. Ông ấy chỉ nói là thánh linh của Chúa tỏ thế nào thì cứ thế mà làm thôi. Ở đây cũng nói cái chuyện là sự tin cậy, tin tưởng lẫn nhau trong một vụ Chúa. Đấy, sự hiệp đồng lẫn nhau trong hội đồng, trong gọi là đội ngũ với nhau. Và ở đây cũng dạy chúng ta cách thức là chúng ta không trông cậy vào con người, không trông cậy ông sứ đồ mục sư tiên tri đâu cả, mà trông cậy Đức Chúa Trời. Vì Đức Chúa Trời ngài có thể dùng bất cứ cái bình không của ngài, Đức Chúa Trời ngài có thể sử dụng bất kể một tạo vật nào của ngài để ý ngài theo cách của ngài muốn, vì ngài là Đức Chúa Trời, ngài thế mới là ngài mới là Chúa, ngài đứng chủ tể trong tất cả mọi sự. Tôi nhắc lại, và anh chị em còn nhớ cái đoạn kinh thánh chủ đạo trong Thi Thiên 137 đúng không ạ? Còn nhớ bốn loại hội thánh, còn nhớ không ạ? Alo. Dạ, anh chị em còn nhớ đúng không? Vâng. Loại thứ nhất, có cần đọc đoạn đến kinh thánh không nhờ anh chị em? Nếu đọc thì tôi sẽ đọc ra, nhưng mà nếu thời gian có thể không cho phép, bởi vì là tôi chỉ có tối đa 40 phút thôi, vì đáng lẽ giờ là 80 phút cả với mục sư Ruslan nữa để mà dịch nữa, nhưng vì mục sư Ruslan là rút đi rồi nên là tôi chỉ là 100 ở đây 137. Tôi đọc nhanh cho anh chị em nhé, để nhắc lại để chúng ta còn nhớ lại. Chúng tôi đương ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại Sion và khóc. Chúng tôi treo đần cầm chúng tôi trên cây dương liễu của sông ấy, vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu tù có biểu chúng tôi hát sướng, kẻ cướp giật chúng tôi có nó đòi chúng tôi hát mừng mà rằng hãy hát cho chúng ta một bài ca của Sion. Đây là loại thứ nhất này. Loại thứ hai, trên đất ngoại bang chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Giê-hô-va? Hỡi Jerusalem, nếu ta quên ngươi, nguyện ta hữu ta quên tài năng nó đi. Nếu ta không nhớ ngươi, chẳng thích Jerusalem hơn sự vui vẻ nhất của ta, nguyện lưỡi ta dính nơi ổ gà. Đây là loại thứ hai này. Loại thứ ba, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ lại các con cái Edom. Trong ngày Jerusalem, chúng nó nói rằng hãy hủy hoại cho đến tận nền nó đi. Đây là loại thứ ba nhé. Loại thứ tư là đây, ớ con gái Babylon là kẻ phải bị diệt, phước cho người nào báo trả ngươi tùy theo điều ác ngươi đã làm cho chúng ta, phước cho người bắt con nhỏ ngươi đem trả nát chúng nó nơi hòn đá. Nhắc lại anh chị em rằng có bốn loại hội thánh ở đây mà Đức Trời ngài đang nhắc nhở trong cái trận chiến này cuối cùng này. Loại thứ nhất là loại hội thánh là phu tù của Babylon, khi sống bên mé sông Babylon bằng những thông tin của nó, sống bằng mé sông Babylon thay vì họ sống bằng lời của Chúa Trời, thì họ chỉ nghe các thông tin nào là virus corona Trung Cộng, virus corona Vũ Hán, nào là dịch lệ, nào là cách ly kiểm dịch, nào là ABC, đủ đủ các loại thứ. Họ sống bằng các loại đấy, mà dù họ vẫn nhớ lời của Chúa Trời, họ vẫn kêu cầu ngài, nhưng hội thánh này vì là phu tù nên họ không thể báo trả Babylon được. Họ bị tước hết mọi thẩm quyền, mọi chính danh, mọi vũ khí rồi. Họ sợ tất cả. Họ sợ bệnh tật tai ương, sợ nhà cầm quyền gian ác, họ sợ dư luận, sợ xã hội, sợ đủ mọi thứ, nhưng ngoại trừ một điều họ không sợ, đó không sợ Đức Chúa Trời. Mà dù họ có thể kêu cầu ngài giúp đỡ nhưng vẫn không sợ Đức Chúa Trời. Loại thứ hai là loại hội thánh quên ý muốn của ngài, đặc biệt là quên quyền trưởng nam để thực hiện cái ý muốn của ngài. Hội thánh đó là họ có thể đặt các thứ có thể là cao nhất trên đời sống họ, gì cao hơn, thứ sức giàu, ơn phước, ân tứ, phép lạ, số lượng tín hữu thật đông, quyền phép ABC các thứ rất nhiều, nhưng họ quên mất cái quyền trưởng tử.
mà cái quyền trưởng nam nó có cái ơn gì, có đặc ân gì đấy, thì cái phần tiếp theo tôi sẽ chia sẻ làm rõ hơn một phần nào đó cho anh chị em. Loại thứ ba là loại con cái Edom, tức là dòng dõi của Esau. Dòng Esau là dòng dõi của loại thứ hai ấy, là loại hội tánh mà khinh rẻ và bán quyền con trưởng. Và từ cái loại con cái Edom này nó sản sinh các loại tôn giáo khác nhau. Và các loại con cái này thì họ rất là sốt sắng, rất là quyết liệt để phá hủy, để xóa sổ Israel. Đặc biệt là phá hủy cái nền Jerusalem là cửa thành, mà ý nghĩa tiên tri như mục sư Jerusalem trước có nói đấy, là ý nghĩa tiên tri của nó từ đó mà quyền lực thẩm quyền vinh hiển được Chúa Trời được tỏa ra trên khắp đất, khắp mọi lĩnh vực. Và loại thứ tư mà chúng muốn đây đó loại và không bị tù. Cái loại này loại coi trọng quyền trưởng nam. Cái loại này là loại sốt sắng trà nát con cái Babylon đầy hoàn đá. Như mục sư hay nói là loại những con cái Chúa mà rất là kỹ tà, rất là phản ứng rất mạnh mẽ với tất cả sự bất công trong xã hội này. Chúng ta thắc mắc con Babylon là gì và con trưởng nam là gì. Tôi tin chắc các anh chị em là như vậy, vì tôi ngày xưa cũng thắc mắc điều đó. Nhưng vì giới hạn chương trình nên tôi chỉ có thể nhờ ân điển Chúa để chia sẻ đủ trong giới hạn tối đa đó cho anh chị em thôi. Babylon thì hãy nhớ lại là xuất phát từ Babylon, cái tháp Babylon ấy, Babylon tiếng Do Thái cổ, tiếng Hebrew, tiếng Hebrew cổ đấy, có nghĩa là Babylon ấy, là từ sáng thế kỷ 11. Nó tập hợp của các thần linh con người ra nát quyết liệt chống lại Đức Thánh Linh. Nhiều khi mà chúng ta cứ lầm tưởng với xác thịt đấy các bạn ạ. Đó. Chúng ta nhớ là có ba thế lực đúng không? Mà trong Kinh Thánh có nói về ba cái nguồn, bốn nguồn sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan ma quỷ, sự khôn ngoan thế gian, sự khôn ngoan xác thịt và sự khôn ngoan thiên thượng từ trên cao. Đấy, thì nói về bốn thế lực. Thì đây, thế lực của Đức Chúa Trời chúng ta chưa nói đây, chúng ta nói về ba thế lực này này, thế lực ma quỷ này, thế gian chính là Babylon ấy anh chị ạ, và xác thịt của chúng ta, con người cũ chúng ta. Nhưng Babylon ấy nó tập hợp, nó rất là nguy hiểm, mà chúng ta cần phải bật làm rõ Babylon là gì, thì là các đòn trả thù của Babylon chúng ta, đòn tiêu diệt con cái của Babylon chúng ta mới có giá trị và quyết liệt. Nó trong sách Khải Huyền đoạn 18 có nói nó là nơi ở của các ma quỷ, nơi hang hố của mọi tà thần, hang hố của mọi giống chim dơ dáy mà người ta gớm ghiếc. Nó là mẹ của sự tà dâm, sự gớm ghiếc trong thời gian. Nó có đại dâm phụ, nó sự màu nhiệm, tức là nó có cái bí mật huyền bí nào đó, nó cũng có. Nhưng mà chúng ta xem này, ở trong sách Sáng Thế Ký thứ 6, trước khi có Babylon ấy, ở trong Sáng Thế Ký 11, thì chúng ta thấy là các thiên sứ phạm tội đấy, con trai của Đức Chúa Trời đấy, có quan hệ tâm linh với con cái loài người và sinh sản ra những kẻ khổng lồ. Đó là hình bóng của các tà linh, của những kẻ có danh tiếng trong lịch sử nhân loại mà phá hoại thế gian, thí dụ như các lãnh đạo của tôn giáo mafia vũ trụ thế gian này. Đấy, đấy, nếu mà anh chị em hãy lưu ý chuyện đấy, đây là cái đề tài khác mà tôi chưa không chia sẻ trong đây trong giới hạn này. Nhưng mà để cái gợi ý để cho anh chị em biết rằng bắt đầu từ cái chuyện mà giao hợp với ma quỷ, với con cái loài người và tạo ra con cái Babylon, tạo ra những kẻ có danh tiếng, tạo ra những anh hùng, nhưng mà anh hùng đây không phải là anh hùng gọi là tính tích cực mà anh hùng tiêu cực, anh hùng để hủy diệt thế gian. Thí dụ như các Mác, như Mao Trạch Đông, như Hồ Chí Minh, đấy, như là những kẻ tội đồ đó, như là Hitler và nhiều các tà đồ khác trong thế gian. Babylon thì ma quỷ nó dùng để đối trọng với Sion là Jerusalem của Ngài. Tại vì Đức Chúa Trời ấy, Ngài có cái khái niệm về hội thánh của Đức Chúa Trời như nàng dâu của Ngài, như trụ và nền của lẽ thật, như tổng hành dinh của Chúa trong cõi sáng tạo này, là cái nơi mà đào tạo và xuất xưởng ra những tay anh hùng của Đức Chúa Trời để cai trị thế gian này, để làm lên lịch sử. Thì ma quỷ đấy nó cũng bắt chước Đức Chúa Trời, vì chúng ta còn nhớ rằng mà Satan ấy nó từng là gì ạ? Lucifer là từng sứ, nó từng là thiên sứ trưởng, từng dẫn ca đoàn Đức Chúa Trời đó, và nó đã từng lãnh đạo của thiên sứ, và một ngày kia nó đã kiêu ngạo và nó nổi nghịch cùng với Ngài, nó muốn nhấc mình lên ngồi bằng núi hội về phương Bắc, làm mình ra bằng đứng rất cao, nó tự làm như vậy và nó bị tiêu diệt thế nào chúng ta đã xem thấy rồi, nó bị sa xuống từ trời xuống đất thế nào và nó kéo xuống 1/3 thiên sứ như chúng ta đã biết trong sách Khải Huyền. Và Satan ấy nó biết một cái điều này, rằng nó là từng hầu vì Đức Chúa Trời nên nó từng sức giàu nó cực kỳ mạnh, nó cherubim được sức giàu của nó thì tôi tuyệt vời lúc đó rồi. Vì thế chúng ta ấy, nếu chúng ta là con cái Đức Chúa Trời và phân biệt được thần cảm giả mạo, chúng ta sẽ không có tập trung vào sự sức giàu đâu, mà sẽ tập trung vào đấng sức giàu mà thôi. Nên Satan ấy nó biết được cái quy luật này của Chúa, Ngài làm cái gì ấy, thì nguyên tắc của Chúa luôn luôn thành công, và nó bắt chước cái nguyên tắc của Chúa, nhưng giá trị thì không phải. Thành ra là cái điều gì Chúa làm cái gì thì nó bắt chước điều đó. Chúa có hội thánh thì nó cũng có cái hội của nó là Babylon, nên nó dùng Babylon như cái đối trọng của nó với Sion là hội thánh của Ngài. Amen anh chị em hiểu chưa ạ? Hiểu tôi nói chưa ạ? Và tất nhiên Đức Chúa Trời thì Ngài yêu nàng dâu của Chúa, Ngài phó mình cho nàng dâu của Ngài để chuộc nàng dâu của Chúa. Thì Babylon ấy thì bản chất nó cướp giết hủy diệt mà, nên nó dùng Babylon chỉ là công cụ thôi để đạt được cái ý muốn gọi là
ý đồ cướp giết hủy diệt bản chất của nó, dối trá của nó. Nên bản chất gian ác của nó trong sách Khải Huyền có nói ấy, là con thú mà được Sa Tăng cho quyền ấy cũng sao ạ, cũng ăn thịt của đại dâm phụ đó, bản thân nó cũng ăn thịt nhau. Nó khác với Đức Chúa Trời là yêu hội thánh và chăm sóc hội thánh, nhưng nó đấy thì là có các nàng dâu, có công chúa của nó, nhưng nó là ăn thịt các nàng dâu của nó, với bản chất nó như vậy. Trong sách Efeso có nói về trận chiến thuộc linh, là chúng ta không đánh thận trận với thịt và huyết, đúng không? Chúng ta đánh trận các chủ quyền, các thế lực, các vua chúa đen tối cùng các thần giữa miền trời à. Và thông thường ấy, là chúng ta nhập lẫn, là chúng ta chỉ đánh trận với các ma quỷ thôi. Đấy. Nên trong Efeso có nói rõ ràng là với chủ quyền, các thế lực, các vua chúa thế gian. Các vua chúa thế gian, tức là những kẻ đứng đầu trong các lĩnh vực nào đó trong thế gian đen tối này. Rồi sau đó mới đến các thần giữ trên miền trời. Tức ở đây chúng ta có hai mặt trận. Mặt trận thứ nhất là chúng ta đánh trận với các tà thần ở trên miền trời, là các quỷ sứ, các thiên sứ phạm tội đó. Nhưng mặt trận khác mà chúng ta quên mất đó chính là các nhân linh, các tà linh của con người, của Babylon, là hệ tập hợp của con người gian ác mà quyết liệt chống thế linh của Chúa đấy. Đó, họ là những chủ quyền, những vua chúa thế gian đen tối. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 có nói về dòng dõi con rắn. Dòng dõi con rắn nó sẽ thù nghịch luôn luôn với dòng dõi của người nữ. Mà dòng dõi con rắn ở đây ấy, là con cái của ma quỷ đấy anh chị em ơi. Con cái ma quỷ mà Chúa Giêsu đã quở cái hội Pharisee, hội tôn giáo, hội thầy dạy luật, Chúa quở họ là các ngươi là con cái của ma quỷ. Họ bảo không, chúng tôi là con cái của Abraham ấy chứ. Nhưng không, nếu các ngươi là con cái Abraham thì các ngươi đã làm những việc của Abraham rồi. Nhưng các ngươi là con cái ma quỷ thì các ngươi làm các việc của cha mình. Đó, vì thế mà chúng ta thấy rằng aha, hoặc là con gái hay con cái của Babylon ấy, là tất cả những hội đoàn nào của ma quỷ làm theo mong ước của cha nó là ma quỷ, là những hội đoàn nào đó của con người chống lại Đức Thánh Linh, như thí dụ như hội quỷ Satan, các hội tôn giáo, các loại tôn giáo khác nhau mang các tên khác nhau, không quan trọng đây, hội tam điểm Freemason, hội giác ngộ Illuminati, tất cả hội cộng sản, hội phát xít và tất cả hội đoàn nào mà chống nghịch lại Thánh Linh Chúa Trời đấy. Không quan trọng có tên là gì, nó có thể mà phục quốc, nó có thể là mang tính yêu nước, có thể làm việc thiện, có thể chủ nghĩa nhân bản, chủ nghĩa nhân văn, đủ các loại, không quan trọng. Nhưng nó, đấy là chỉ là cái màn che phủ thôi. Thực nếu mà bản chất nó mà chống lại Thánh Linh của Chúa Trời, xong nó là con cái của Babylon. Khi chúng ta có thờ ấu, chúng ta không nhận biết được điều này rõ ràng hơn. Mà ngược lại, khi chúng ta có thờ ấu, ngược lại trong cách Galati đoạn 4 có nói ấy, là chúng ta còn phải bị là sao ạ? Mặc dù chúng ta kẻ kế tự, nhưng chúng ta vẫn phải phục dưới quyền kẻ bảo hộ cho đến kỳ người cha đã định, không phải kỳ chúng ta xác định là chúng ta trở thành rồi, không phải kỳ mà giáo hội cho chúng ta trở thành rồi, mà xác định là kỳ mà Đức Chúa Trời ngài cho chúng ta là trưởng thành. Và thành thử khi có thơ ấu ấy thì nhiều công nhân ấy họ không phân biệt được sự đoán xét thế gian và đoán xét thiên sứ là phạm tội đấy, là thiên sứ phạm tội đấy, đó là bổn phận và trách nhiệm của dân Chúa. Trong thư thứ nhất của Cô-rinh-tô đoạn 6 câu 2 câu 3 có nói đấy, chúng ta là sao ạ, chúng ta là xét đoán thiên sứ, huống chi việc đời này chúng ta là người mà xét đoán thế gian. Cái thảm trạng hội thánh hiện nay là rất ít con cái Chúa có thể tiếp nhận và thi hành quyền trưởng nam trong Đức Chúa Trời. Mà trong khi đó thì con cái ma quỷ nó biết rất rõ điều này, nó hiểu rõ rõ cái quyền trưởng tử, nên vì thế mà nó chiếm hết tất cả các chiến lược, các vị trí chiến lược quan trọng khắp mọi lĩnh vực trong thế giới này. Ở đâu ấy, chúng ta cũng nhìn thấy ma quỷ nó chiếm hết, nó lộng hành trong đó hết. Tâm linh, chính trị, gia đình, kinh tế, thương mại, xã hội, khoa học, giáo dục, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, y tế, giải trí, quốc phòng, chỗ nào nó cũng chiếm hết. Anh chị em bao giờ có nhớ rằng cái sự kiện phép lạ thứ 10 ấy, mà giết con đầu lòng của Đức Tô ấy, thì dân Chúa được đi không? Tại sao 9 phép lạ khác? 9 phép lạ làm cho máu, làm cho ếch nhái, rồi đu các phép lạ khác, trời tối sầm đu các thứ ấy. Nhưng mà Pharaoh không chịu cho đi. Nhưng chỉ khi cái phép lạ thứ 10 là giết con đầu lòng, giết con trưởng nam thôi, ồ thì lúc đó Pharaoh mới đầu hàng. Tại sao như vậy? Bởi vì trong lời Chúa có nói rằng là trong con đầu lòng có sự đầu tiên và sức lực của người cha. Thành ra khi giết con đầu lòng đi đấy, tức là giết đi sức lực của người cha đó, như thể là chúng ta rút sức lực của nó đi. Và chính khi con đầu lòng bị giết đi đấy thì sức lực của cái kẻ đó là bị mất. Chính thế mà tại sao Pharaoh lúc đó nó bị hoang tàn luôn, và nó phải đẻ cho con dân Chúa đi. Và một hồi sau bắt đầu sức lực đó mới tỉnh lại, nó hòa lại, thì bắt đầu nó mới nghĩ chuyện đến đuổi. Nhưng đi chuyện làm phép lạ để mà mở biển đỏ để giết nó như thế nào chúng ta biết rồi. Ở đây chúng ta sẽ nói lại về quyền trưởng nam ở đây. Và bằng cách nào mà chúng ta có được quyền trưởng nam, và bằng cách nào chúng ta có thể thi hành cái quyền trưởng nam để thực hiện sự báo trả cho Babylon và con gái của nó. Chúng ta biết trong Kinh Thánh, trong con trưởng nam đấy, người trưởng nam là người được chi phần gấp đôi. Người trưởng nam là cái người mà con trai đầu lòng, đúng không? Các bạn nhớ chứ? Đấy, trong sách Phục Truyền Ký đoạn 21 câu 15-17 này. Rồi các quan trưởng hội thánh, các quan trưởng hội chúng của Chúa đấy, thì đều là những người trưởng nam hết, đầu người sanh ra đầu hết chi phái, trong dân số ký đoạn 7 câu 2, đoạn 21 câu 18.
Thông thường người trưởng nam ấy thì được nối ngôi của vua cha. Đấy, trong hai sử ký đoạn 21 câu 3. Ở đây mặc dù nó nói về hình bóng của Chúa Giêsu ấy là con cả ở giữa nhiều anh em, là đấng kế tự muôn vật ấy, trong Hebrew đoạn 1 câu 2 cũng như Roma đoạn 8 câu 29 nó nói như vậy. Và bất thể những con đầu lòng của Israel ấy đều được kể là thuộc Đức Chúa Trời, có thấy không? Anh chị em để ý thế hết. Mà hội thánh của Chúa là hội thánh những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, như trong sách Hebrew đoạn 12 câu 23 có nói như vậy. Như vậy con trưởng nam đây có một giá trị rất là lớn ở đây. Tại sao chúng ta không để ý đến cái quyền trưởng nam? Tức là mà chúng ta cứ để ý đến các ơn tứ, các phép lạ, các sự sức giàu. Ok, chuyện đấy không tồi các bạn ạ. Nhưng các bạn hãy nhớ rằng, anh em trong phần trước chúng ta phải nhớ rằng thế điều này này. Tất cả những con khác họ có ơn thế nào chăng nữa, nhiều thế nào chăng nữa, sự khôn ngoan, cái cơ nghiệp họ là thế nào chăng nữa, cơ nghiệp của họ là tuyệt vời. Chúng ta biết cơ nghiệp chúng ta là gì? Cơ nghiệp chúng ta là Đức Chúa Trời, đúng không? Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp chúng ta, Chúa Giê-su Christ là cơ nghiệp chúng ta, bản tính là cơ nghiệp chúng ta. Ok, tức là sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, chúc tín, mềm mại, tiết độ, thánh sạch, công bình. Đấy, quyền năng của Ngài là cơ nghiệp chúng ta. Đó là những sự gì mà chúng ta được quyền tiếp nhận, được quyền đón nhận làm cái sự nghiệp, cơ nghiệp cho mình. Là chúng ta vì kẻ kế tự mà. Ồ. Thế nhưng kể cả cái kẻ kế tự đó có thể lớn to gọi là nhiều thế nào chăng nữa, thế nhưng người trưởng nam ấy được gấp đôi. Tức là nếu mà chúng ta không coi trọng quyền trưởng nam nhé, thì kể cả chúng ta có sức giàu rất nhiều thì người trưởng nam ấy cứ nhân đôi lên, cứ nhân đôi lên thôi. Người bình thường họ mở hội thánh lớn hàng triệu hàng tỷ người, thế nhưng người trưởng nam ấy họ làm được gấp đôi. Hãy nhớ điều này. Vì thế rất cần cái gọi là chúng ta coi trọng quyền trưởng nam. Quyền trưởng nam nó coi trọng đến nỗi mà tại sao Đức Chúa Trời Ngài phải chọn Gia-cốp thành Israel? Tại sao trong lịch sử đấy, tôi hồi xưa tôi có nhắc hỏi tại sao Đức Chúa Trời, Chúa ơi, Ngài hứa với Abraham thì tại sao không từ Abraham đấy ra cái dòng dõi mà gọi là dân Abraham, ít ra là dân Isaac, bởi vì Chúa gọi là dân Isaac là con của lời hứa của Ngài mà. Nhưng tại sao đấy lại phải là cái con của Isaac cơ, là gì ạ, vẫn là con thứ, vẫn sau của Isaac, vẫn là đẻ sau, sinh sau Esau. Thế nhưng mà lại cái người này lại là coi trọng của trưởng nam, mặc dù Jacob là cái người lừa đảo, cái người đã dùng những chiêu thức rất là man dợ, có thể là không lành mạnh ở đây cả, mà theo đạo đức của loài người thì hoàn toàn thực sự là không thể chấp nhận nổi. Thế mà tại sao lại Đức Chúa lại nói là ta yêu Jacob và ghét Esau? Wow, bởi Chúa nhìn thấy rằng ấy là Jacob đấy, mặc dù láu cá thế thôi, nhưng Jacob đã có cái chỗ nào đó, Jacob đã đánh hơi, đã ngửi thấy cái sự ý muốn của Chúa Trời, đó là quyền trưởng nam. Vì người trưởng nam ấy được nối ngôi vua cha, người trưởng nam ấy rất thay cha mình để quay cai quản anh chị em, anh em của mình, lãnh đạo anh em của mình. Đấy, người trưởng nam đấy có một cái đặc biệt rất là tuyệt vời. Hoặc là như vậy, ở dân châu Á chúng ta đúng không, có khái niệm về trưởng nam, trưởng tộc, trưởng họ, đúng không ạ? Đó, cái ai mà trưởng nam đấy thì họ biết cái quyền này, họ không những là quyền lực đâu, họ còn trách nhiệm đấy nữa, ở trong đây nữa. Người trưởng nam đấy quyền lực rất lớn, và chính Gia-cốp hiểu điều này, nên Gia-cốp đấy sau khi mà Gia-cốp đã vật lộn với Đức Chúa Trời, sau khi Gia-cốp đã lấy quyền trưởng nam, nhưng để thi hành quyền trưởng nam đấy thì quyền trưởng nam đấy nó sẽ tỏ cho được cơ nghiệp của người đó. Nên chính vì cơ nghiệp người đó ấy, nên Gia-cốp đấy muốn tò mò, muốn hỏi cơ nghiệp của con là gì, nên Gia-cốp đã trả giá là vật lộn Đức Chúa Trời. Anh em còn nhớ chứ, vật lộn Đức Chúa Trời đấy. Đến nỗi mà Đức Chúa Trời qua thiên sứ của Chúa đấy phải đánh dẹo cẳng Gia-cốp, và đến nỗi Đức Chúa Trời phải chia cho Gia-cốp đây bản thiết kế người đây, người bây giờ không còn là Gia-cốp nữa, người là Israel, người Israel, người là kẻ vật lộn Đức Chúa Trời, người là cả trả giá Đức Chúa Trời, người là hoàng tử của ta. Đây, bởi sao đây? Ta cần trả giá thế nào với Đức Chúa Trời để nhận được cái bản thiết kế tiền định mà Đức Chúa Trời dành cho mình trong Chúa Giêsu? Bởi vì Đức Chúa Trời đấy, trước lúc sáng thế Ngài đã dựng chúng ta trong Chúa Giêsu đặng làm nên thánh rồi, là chúng ta có quyền là cai trị thế gian. Trong sáng thế ký đoạn thứ nhất chúng ta nhớ rồi, Chúa nói là chúng ta dựng loài người theo hình ta, tượng ta, tự giống Chúa cả trong cả ngoài, hình tượng tự giống cả trong cả ngoài, cả tư duy, cả tâm tình, cả cách nói, cả hành động nữa, và để quản trị muôn loài. Đây chính quyền quản trị muôn loài, lấy quyền trưởng nam anh chị em ạ. Đức Chúa Trời đây là cái sứ mạng tiền định của con người mà không một đời là không bao giờ thay đổi cả, vì Chúa không phải là loài người để làm ra ôi hỏng thôi vẫn đi làm cái khác, không. Đức Chúa Trời làm gì, làm cho chọn. Ngài đã làm cho loài người, cái loài người hỏng nữa thì Ngài có cách khắc phục loài người, nhưng mà cái kế hoạch của Chúa cho từng con người một đấy là có quyền trưởng tử. Cái người này là người lãnh đạo muôn vật, cái người lãnh đạo cái lĩnh vực, cái miền đất hứa mà Chúa ban cho người đó từ trước sáng thế đấy, để mà người đó ảnh hưởng đến đó, người đó lãnh đạo nơi đó. Ma quỷ thì biết điều này, ma quỷ nó lại tìm cái miền lĩnh vực của nó và lãnh đạo đó, và nó
tìm được cách gọi là gì nhỉ, tiếng Việt là gọi là patent, tiếng Việt là gì, gọi là cái gì nhỉ? Bản quyền đấy, như mục sư Thịnh vừa nói, bản quyền nó còn lại còn hợp pháp hóa bản quyền của nó nơi đó nữa cơ. Ví dụ chúng ta thấy là một ông vua của nhạc pop là gì ạ, Michael Jackson đúng không ạ? Ông ta cũng là cái kẻ mà con cái của ma quỷ thôi, ông ta lại là có một cái điệu nhảy thôi, thế mà ông ta có bản quyền và ông trở thành vua của cái nền nhạc pop đó. Hay chúng ta nhìn thấy cả rock and roll nữa, cũng có một kẻ khác là hội theo hội quỷ Satan là John Lennon chẳng hạn đấy. Ông ta chỉ đơn giản thế thôi, nhưng mà họ tóm hết tất cả điểm đấy, tức là họ coi trọng lấy cái điểm chiến lược, và họ nghĩ là họ biết rằng đấy, họ chiếm điểm chiến lược đấy, thì từ đó họ sẽ là kẻ con đầu lòng, họ sẽ làm trưởng chi phái, từ đó họ sẽ ra một dòng giống mới. Wow, đây một cái bí mật tuyệt vời. Từ đó, từ cái khi qua trưởng nam, nó sẽ ra một dòng giống mới, từ đó ra một dòng mới đó. Nên những kẻ dân nó biết điều này, nên nó tìm hết trong mọi sự, nó tìm hết và nó tìm cách để nó chiếm đoạt đấy đó, nó tư hữu hóa cái chuyện đó, nó tìm cách là gọi là bảo vệ bản quyền nó và để nó đưa nó điều của riêng nó. Nhưng con dân Chúa thì không tiếc thay, không để ý chuyện này. Đấy một điều đáng tiếc, vì họ quên mất quyền trưởng nam. Quyền trưởng nam là Chúa đã cho họ một cái mảnh đất, nó gọi miền đất hứa, không miền trời hứa, là khi chết mới về trời đâu, mà miền đất hứa ở trên thế gian này. Mà chúng ta có trách nhiệm phải tìm Chúa và tìm ra cái miền đất hứa đó ở đất này, là cái nơi mà chúng ta có thể thi hành cái quyền tể trị của Chúa qua mình ở nơi đó, có thể ảnh hưởng đó, nơi đó chúng ta là trưởng nam, chúng ta là trưởng tộc, là dòng giống, là cái người đứng đầu. Và lời Chúa nói là kẻ rất nhỏ trọng trở một rất mạnh, kẻ hèn mọn trở một dân đấy. Từ đó cũng như là Gia-cốp đấy, Gia-cốp ai có thể nghĩ Gia-cốp trở một dân không, mà ngày nay chúng ta nhìn thấy Gia-cốp đấy vì coi trọng của trưởng nam nên Gia-cốp đã trở thành thành Israel. Gia-cốp trở Israel của ngài, và Israel đấy chúng ta thấy không, vì Gia-cốp là trưởng nam mà, nên là trong tinh thần, trong tư duy của Gia-cốp, của Israel, của dân Israel đã hiểu điều này là phải chiếm lĩnh tất cả các đỉnh cao. Nên ở đâu ấy, ngày nay chúng ta nhìn thấy ở bất kể cái nơi nào đỉnh cao trên thế giới này thì đều có hình bóng của hình bóng của con cái Gia-cốp hết, đều có hình bóng của con cái Israel hết. Rất tiếc thay là con cái Israel đây là con cái phản loạn, là con cái, là con điếm, là con cái của Babylon, chứ không phải là con cái của Sion hay con cái của Jerusalem thật của Đức Chúa Trời. Nên thành ra Đức Chúa Trời ngài muốn nhắc nhở chúng ta về quyền trưởng nam con ạ. Con cần trưởng nam, con đừng đòi hỏi cái điều khác nữa. Bất kể người khác họ đang tìm, đang cần, ok, được thôi, ok. Nhưng nếu con có quyền trưởng nam thì con sẽ được quyền nhân đôi cái điều gì mà họ đang tìm. Cái người khác, anh em con nói chung họ có thể tìm, nhưng nếu con tìm được quyền trưởng nam thôi thì con sẽ được gấp đôi. Mà không những thế, con sẽ lãnh đạo cả anh em của mình như Joseph lãnh đạo anh em vậy. Joseph đã coi trọng quyền trưởng nam. Ruben ấy là cái kẻ mà cũng như vậy, là cũng coi thường quyền trưởng nam, bởi vì Ruben đã phá cái trật tự khi mà khinh lờn cha của mình. Khi Ruben ấy là tư hữu hóa hội thánh của Chúa cho mình, tức là Ruben đang sao ạ, ăn nằm với vợ lẽ của cha mình, với hình bóng của hội thánh của Chúa ấy. Nhưng khi bất kể mục sư nào, bất kể những người lãnh đạo hội thánh nào, mà khi họ mà muốn tư hữu hội thánh của Chúa cho họ đấy, họ thiết lập những luật lệ lễ nghi của họ cho họ đấy, wow, thì đấy chính là Ruben. Họ là những người mà chất quyền trưởng nam, và số phận của họ thì Kinh Thánh đã chép. Nhưng Joseph đấy thì sẽ thế vào cái chỗ của những kẻ mà bị trưởng nam, bị chốt quyền trưởng nam đó. Nhưng chúng ta biết mà để được quyền trưởng nam ấy, chúng ta phải trải qua những thử thách. Bởi vì được quyền gấp đôi thì thử thách, đau khổ, nhục nhã cũng phải gấp đôi các bạn ạ. Chúng ta đừng có tưởng rằng chúng ta được vinh hiển gấp đôi mà sự chết không gấp đôi. Chúa Giêsu ấy đã phải đến tận cái nơi tận cùng nhất, dưới sâu nhất địa ngục thì ngài được quyền nhất lên nơi cao nhất ở cơ trên trời. Ngài đã phải đi nơi thấp nhất, ngài là âm vô cùng thì ngài mới có quyền dương vô cùng. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải được báp tên trong sự chết Chúa Giêsu để mặc lấy tất cả cái sự chết của ngài, mặc lấy cả sự thương khó của ngài, để trên mình chúng ta có vết theo những đau khổ nào mà Chúa cho phép để xảy ra đời sống chúng ta, để rèn tập chúng ta đấy, để chúng ta cùng chịu đấy báp tên. Để qua báp tên đó thì tất cả những cái con cái của Babylon ấy, tất cả các tính xác thịt, tất cả những con cái, những cái dòng giống của Satan ấy, mà nó lúc nào đó từ quá khứ ấy, nó đã từng gieo đời sống chúng ta đấy, thì qua báp tên đó nó sẽ chết hết. Như từng là cái phép lạ mà Chúa đã nhấn chìm Pharaoh và dân và quân đội của Pharaoh ở dưới biển đỏ, thì trong bắt tên đó đấy, thì trong sự đau khổ đó, thì đấy tất cả cái cặn bã cáu bẩn của con gái Sion là của Đức Chúa Trời sẽ bị chết hết các bạn ạ. Và khi chết rồi thì chúng ta mới quyền được quyền sống lại, và lúc đó chúng ta mới được quyền mặc lại sự sống của Chúa Giêsu Christ, mặc lại sự sống trong sự vinh hiển, trong quyền năng tối thượng của ngài. Chúa Giêsu Christ là hình mẫu của chúng ta, Chúa Giêsu Christ là con trưởng nam, ngài là con cả giữa vòng anh em với chúng ta vậy.
mà Chúa nói rằng Chúa thể nào chúng ta cũng thể ấy. Thế ra này, Chúa muốn như vậy, Chúa muốn chúng ta cũng thi hành tiếp hệ cái quyền trưởng nam đó. Vì quyền trưởng nam đó nó sẽ quyền, chúng ta còn nhớ ở trong sách Khải Huyền ấy, khi chúng ta phán xét ấy, chúng ta được quyền phát sáng gấp đôi. Chúa nói cái mạng lệnh của Ngài ấy, chúng ta là xét đoán thế gian, xét đoán thiên sứ. Ở trong Thi Thiên 149 có nói ấy, là chúng ta sao ạ, đóng chăng tức bị chúng nó để thi hành cho chúng sự án đã chép. Tức là các vua, các dân thế gian này, chúng ta là người mà thi hành sự án đã chép. Trong sách Khải Huyền 18 có nói là các ngươi hãy làm dân của Chúa đầu tiên phải đi ra khỏi Babylon đã, kẻ có ngươi không bị chịu tội với nó, không bị diệt với nó, vì tội lỗi của nó đã chết cao tày trời và Đức Chúa đã nhớ đến sự gian ác của chúng nó. Và Đức Chúa nói, Chúa giáng mạng lệnh cho con dân của Chúa đấy, là các ngươi hãy làm cho nó điều nó làm cho kẻ khác. Đấy là con dân của Chúa nói chung. Bây giờ với con trưởng nam này, các ngươi hãy làm cho nó gấp đôi những điều gì nó làm cho kẻ khác. Hãy báo gấp hai điều nó làm cho kẻ khác. Hãy pha cho nó chén thật nó gấp đôi cái chén mà nó đã chạm cho kẻ khác đó. Washakadabarasaka, tức là con trưởng nam của Chúa ấy, cái gì được gấp đôi anh chị em ạ, gấp đôi, gấp đôi, gấp đôi, gấp đôi, nhân bội, nhân bội, nhân bội, sức giàu gấp bội. Và trong đó cái thí dụ về tiên tri Elise ấy, một thí dụ rất điển hình về sự sức giàu gấp bội mà chúng ta biết trong sách các vua. Chúa mong muốn chúng ta tiếp nhận của trưởng nam đây, trân trọng của trưởng nam, để không như Esau bởi vì cái món ăn động vụ thôi mà khinh quyền, khinh lờn quyền trưởng nam và bán quyền con trưởng. Và để đổi đến khi mà nhận ra quyền con trưởng rồi, bắt đầu mới khóc lóc kêu vang, cha ơi cứu con đây. Thế nhưng mà không, không thể nào thay đổi được ý định của người cha. Esau, dòng dõi Esau là dòng dõi của Edom, và dòng dõi Esau đấy thì bị đốt bằng lửa, bằng ngọn lửa. Dòng Esau, dòng Gia Sốp thì là ngọn lửa, và Esau bị đốt bằng ngọn lửa như trong các sách tiên tri nhỏ có nói như vậy. Chúa Giêsu ngày hôm nay ngày kêu gọi chúng ta, con ơi, tất cả những dòng thế này đó là Babylon, con mụ đàn bà tà dâm đó là những thể chế của dòng thế gian này, những hệ thống của tà linh con người, nhân linh con người, nó kết hợp và tình dục, gọi là quan hệ tình dục với ma quỷ và tạo ra những cái công việc gian ác khác như cái tư tưởng cộng sản, tư tưởng phát xít, ABC các thứ khác. Con có trách nhiệm là phải trà nát con gái Babylon, con có trách nhiệm phải giết hết tất cả con nhỏ của Babylon, giết sạch tất cả con trưởng nam, các con đầu lòng của sự Egypto. Trách nhiệm của con là như vậy. Tất cả các lời cầu nguyện này xin của con phải đánh trúng đích, vì Đức Chúa Trời ngày không kêu gọi chúng ta chỉ đánh gió chạy báo vơ, mà đánh trúng đích, đánh vào con trưởng nam. Khi đánh con trưởng nam, đánh vào tất thảy những cái đầu cọc, đầu các sừng của đền thờ đó các bạn, thì tất cả con trưởng nam ấy, tất cả cái cơ chế rụng hết, và lúc đó cái kẻ thủ ác ấy nó sẽ rụng ra. Anh chị em ơi, chúng ta có biết không, ma quỷ đấy, nó mà không kết hợp với Babylon thì nó chẳng là cái gì cả. Nó không kết hợp con người thì nó không là cái gì đáng sợ cả các bạn ạ, anh chị em ạ. Chúng ta biết là như virus vậy, virus ấy khi nó ở ngoài vật chủ ấy thì nó sẽ bị chết dưới độ rung của từ trường thôi, từ trường trái đất thôi, nó sẽ tự chết. Nhưng khi đấy nó chỉ vào cho vật chủ, nó sống bám vào vật chủ ấy, thì nó mới có cái gọi là thảm họa, nó mới có tác dụng kinh hoàng mà ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy như cái virus corona Trung Cộng, virus Trung Cộng tôi gọi như vậy. Nên ở đây chúng ta phải thấy rằng ma quỷ đấy nó chỉ có tác dụng khi nó được liên kết với con người ấy thì nó mới kinh hoàng, còn khi nó không liên kết được con người đấy, wow, thì nó không là cái gì cả, vì nó bắt trước được nguyên tắc của Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời ngày làm cái gì ở dưới đất, ngày cũng phải làm qua con người. Bất đẩy vì sự gì ngày cứu thế gian này, ngày cũng làm qua con người, qua Noe để ra cái dòng giống thánh khiết nào đó để tiếp tục cái chương trình của ngài. Ngài muốn cứu Israel, ngài cũng phải làm qua con người, là con Môi-se. Ngài muốn làm cái gì đấy cũng phải có con người các bạn, anh em ơi. Ngay cả khi ngài cứu loài người chúng ta thì Chúa Giêsu cũng phải trở thành con người ở giữa chúng ta. Lời Chúa ấy phải trở nên xác thịt ở giữa chúng ta khi ấy mới đầy ơn lẽ thật được. Ở đây chúng ta thấy cái sự mà kết hợp giữa thần linh với cả xác thịt, với tới thành con người. Nên là Babylon đó thần linh con người. Đức Chúa Trời ngài kêu gọi chúng ta phải cần phải làm sự đoán định đến Babylon, tức đoán định đến thần linh của con người các bạn ạ. Ở đây đây không phải là cái việc cho con trẻ không làm được, con trẻ không thể xét đoán được. Chúng ta biết đấy, thí dụ ở trong thế gian này chúng ta biết rằng thí dụ như là khi sinh ra chúng ta không phải ngay tức chúng ta làm quan tòa làm thẩm phán không? Không. Chúng ta phải học những điều gì cần thiết, học thông biết thạo tất cả luật pháp, hiến pháp của cái nước, cái quốc gia mà chúng ta đã thuộc về. Sau đó chúng ta phải sát hạch được vua của quốc gia đó cho cái quyền làm quan tòa. Và mỗi khi tòa mà xử án ấy, thì cái tòa đấy lại không phải theo ý của quan tòa,
mà ý đấy, ý của quốc gia đó thể hiện cái thời điểm, chứ không phải chúng ta phán xét theo ý thích và lúc nào chúng ta thích thì phán xét, không được. Thứ nhất là chúng ta cần, vì lời Chúa nói rằng làm điều gì cũng có thì thế và phép lệ, có phép tắc và có thời thế, có thời thế, có phép lệ, thời thế và phép lệ đấy, trong sách truyền đạo có nói như vậy, để chúng ta biết là khi con trẻ sinh ra không thể làm quan án được, mà chúng ta là quan án các bạn ạ. Chúng ta thử xem này, nếu mà bây giờ không có quan án, không có sự đoán định thì thế gian này nó tan hoang hết. Lúc đó sẽ chẳng có gọi là luật về, thí dụ tôi nói là luật giao thông đường bộ. Cô giáo ấy đến chấm điểm ấy, học sinh ấy, thì không có chấm điểm sai sai đúng hết, không có thưởng phạt hết các bạn ạ, anh chị em ạ, sẽ loạn hết. Nên vì thế nhiều cơ nhân không trở thành ấy, thì họ tưởng nhầm cái câu mà Chúa nói là chớ phán xét ai để không bị đoán xét đấy. Đó, cái câu này Đức Chúa Trời đang nói ở tư cách với chúng ta như con thuộc linh trưởng thành. Chúa muốn nhắc là chúng ta là không đoán xét về cái con người đó anh chị ạ. Nhưng chúng ta cần phải có sự đoán định, cần sự phân biệt. Chúng ta phải cần tiếp nhận đấy, từng con người như là những cái tạo vật có 102, có những cái gọi là kiệt tác có 102 Đức Chúa Trời. Chúng ta trân trọng những kiệt tác đó. Và chúng ta phải biết là chúng ta trân trọng Đức Chúa Trời còn tuyệt vời hơn cả tạo vật của Ngài. Vì thế mà khi Đức Chúa Trời, Ngài đã cất nhắc chúng ta như thẩm phán, như quan xét quan trưởng của Đức Chúa Trời, để làm sự đoán định các dân, làm đoán định các vua, đoán định trên các thế, trên các vua chúa đời này, các vua chúa đời này. Thì đấy, chúng ta cần phải làm, mà chúng ta cần làm, chúng ta cần phải trưởng thành, tiếp nhận quyền trưởng nam và trưởng thành trước khi trở thành người nam, người đàn ông của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần người con trước đã, con nhỏ trước đã, và khi ấy thì quyền trưởng nam, quyền cai trị của Chúa lúc đó mới giấy trên vai chúng ta mãi không thôi, như lời trong sách Ê-sai có nói như vậy. Chúng ta hãy trân trọng quyền trưởng nam này, đừng bao giờ bán quyền trưởng nam của mình lấy những cái ơn phước đời này, anh chị em ơi. Chúng ta đừng để ý đến cái chuyện ân tứ phép lạ, như bao nhiêu cái hội thánh hay những con cái Chúa mà cơ đốc nhân chưa trưởng thành, chưa phân biệt tay phải tay trái, họ làm điều đấy cũng tốt. Nhưng còn điều tốt hơn là quyền trưởng nam. Khi nhận được quyền trưởng nam, anh chị em sẽ phải trải qua sự bắt bớ, trải qua nhục hình, trải qua những nhục nhã, trải qua sự hiểu lầm, sẽ bị ném đá, sẽ ném phân, đủ hết loại nhục nhã các bạn phải chịu. Nhưng sau đó khi vượt qua điều đó rồi, khi để lời Chúa rèn thử mình như là rèn thử Gia-cốp vậy, thì đến lúc đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhắc anh em lên, và lúc đó anh em sẽ thi hành cái quyền trưởng nam của mình, thi hành cái quyền đoán định thế gian gian ác này. Anh sẽ biết đâu là kẻ thù của Đức Chúa Trời, đâu là cái nơi mà cần phải giáng đòn sấm sét của Đức Chúa Trời xuống đó, đâu gọi phải siêu bão lửa thanh lôi trời giáng xuống, đâu cần phải gọi cơn thương xót của Chúa Trời, đâu cần như vậy. Vì tin lành của Chúa Trời, Ngài biết rõ rồi, tin lành của Chúa Trời là mùi hương, là sự sống cho kẻ tin, cho kẻ không ghi mài trong tội lỗi, đến kẻ tan nát lòng của mình, kẻ nghe lời Chúa mà run. Còn tin lành của Đức Chúa Trời cũng là mùi sự chết cho kẻ ghi mài trong tội lỗi, cho kẻ chống địch cái thánh linh Chúa Trời, cho kẻ quyết liệt chống địch lại. Đức Chúa Ngài biết điều đó. Ở đây Chúa yêu tất cả con người, nhưng Ngài biết Ngài thương tiếc cả linh hồn và phải kém xuống địa ngục, như Ngài thương tiếc những cái kiệt tác nào đó Ngài đã từng bỏ mất thời gian ra để Ngài khắc gọn, Ngài đã tạo ra kiệt tác đó, Ngài tiếc lắm chứ. Như chúng ta bỏ thời gian sức lực của người ta, chúng ta tạo ra kiệt tác nào đó, nó hỏng, nó không thể chữa lại được, chúng ta phải quẳng đi, nhưng với sự đau xót. Đức Chúa còn hơn thế nữa, Đức Chúa đau xót khi kiệt tác nó bị ném xuống, nhưng sự công bình của Chúa, sự đoán định của Chúa, nó phải thi hành. Bởi vì nếu không làm đoán định thì cái kẻ ác đó ấy, vào trong vương quốc thiên đàng thì nó sẽ ô uế tất cả các nơi khác, và cái dễ đắng ấy nó làm lan truyền và hỏng hết, và lúc đó không còn là thiên đàng nữa, và lúc đó lại trở lại cái thời Adam phạm tội như ngày xưa. Không, Chúa không muốn như vậy. Vì thế có Adam mới, Giêsu Chúa của chúng ta đã đến thế gian này để làm một sự hoàn toàn khác hẳn. Ngài muốn chúng ta biết được quyền trưởng nam, trân trọng quyền trưởng nam, và dùng quyền trưởng nam đó để thi hành án phạt mà Ngài giao phó chúng ta giữa thế gian này, thi hành án phạt của Chúa Trời đấy, công bố đóng trăng tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng sự án đã chép, tất thảy điều gì trong Kinh Thánh đã chép, tất thảy điều gian ác nào ấy mà chúng nó, Babylon là con gái đó, đã làm cho con cái loài người, đã làm cho Babylon, đã làm cho Sion, thì Chúa kêu gọi các ngươi phải làm gấp đôi. Đây không phải sự trả thù hèn hạ của xác thịt, đây là sự trả thù thật của Đức Chúa Trời. Vì lời có chép rằng Đức Giê-hô-va có ngày báo thù, có năm báo trả, vì có Sion. Ngài có Sion, Ngài thương xót Sion, vì Ngài mong muốn là cưới cho Ngài một nàng dâu tinh sạch, một nàng dâu trưởng thành, một nàng dâu khôn ngoan, một nàng dâu đầy quyền năng, một nàng dâu đẹp đẽ, một nàng dâu xứng đáng tịch cưới trên con. Ngài muốn điều đó, và để làm điều đó, anh em ơi, ai có tai hãy nghe lời Đức Chúa Trời nói cùng chúng ta. Thánh Linh Ngài đang phán. Chúa cũng nói tiếp,
Bây giờ Đức Giê-hô-va là Đấng đã lập ta làm tôi tớ Ngài từ trong bụng mẹ, có khiến ta dẫn Gia-cốp đến cùng Ngài và nhóm Y-sên về cùng Ngài. Ta được tôn trọng trước mắt Đức Giê-hô-va và Đức Chúa Trời ta là sức mạnh của ta. Ngài có phán cùng ta rằng: Ngươi làm tôi tớ ta, đặng lập lại các chi phái của Gia-cốp, đặng làm cho kẻ được gìn giữ Y-sên được trở về. Còn việc nhỏ, ta sẽ khiến ngươi làm sự sáng các dân ngoại, hầu cho ngươi làm sự cứu rỗi của ta đến nơi cùng đầu cùng đất. Lần trước mục sư Ruslan có nói chúng ta, Đức Chúa Trời có cho chúng ta hai cơ nghiệp. Một cơ nghiệp của Đức Chúa Trời là hội thánh và cơ nghiệp là dân ngoại. Và Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta như là cái tiếp điểm đấy, để mà cứu cái cơ nghiệp đang tan nát là Do Thái và Israel đang đánh lộn nhau. Gia-cốp loạn lạc, loạn 12 sứ quân đấy, 12 chi phái, cái thời Roboam. Và Đức Chúa Trời cũng muốn qua chúng ta để cứu tiếp cái dân ngoại kia. Và tất cả cái điều nó trở nên là hiệu quả, trở nên quyền lực gấp bội phần khi chúng ta làm điều đó trong sức mạnh con trưởng, trong sự thông hiểu về quyền trưởng nam. Thì khi đó sức mạnh chúng ta được nhân bội, ơn chúng ta nhân bội, sự khôn ngoan, ảnh hưởng, bất kể cái điều gì chúng ta được nhân bội phần so với người không nhân phân biệt quyền trưởng nam. Amen. Tôi muốn dừng lại ở đây thôi, vì điều đó tôi nghĩ là đủ tạm trong cái buổi chia sẻ của Đại hội Chiến trận Thượng Đinh lần này. Alleluia, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mục sư Nguyễn Cường còn nghe không? Dạ, em còn nghe đây ạ, thưa mục sư. Mục sư cứ giúp anh em cùng ơn luôn. Dạ. Ok, bây chúng ta hãy hạ lòng xuống. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì lời Ngài giao giảng với chúng con ngày hôm nay. Chúa xin Ngài đôi tai để có thể nghe được lời rema của Ngài. Chúa xin Ngài đôi mắt, Chúa ạ, sức mắt cho chúng con, để chúng con nhìn thấy sự sáng sâu nhiệm của lời Chúa. Ô, hãy mặc áo chúng con, Chúa ạ, để sự trần truồng lõa lộ chúng con không lộ ra, Chúa ạ. Ô lạy Chúa, chúng con ăn năn với Chúa vì chúng con đã coi thường quyền trưởng nam. Chúng con đã gian dâm và bán quyền trưởng nam, Chúa ạ. Ô, để không thi hành những án phạt mà Ngài dành cho chỉ cho quyền trưởng nam để thi hành trên thế gian này, và để cho Babylon nó hành hạ thế gian. Nó là cái nơi trú ngụ của các tà thần, nơi hang hố của mọi giống chim dương giấy, Chúa ạ. Nơi tất thảy những tội lỗi ghê tởm gớm ghiếc thế gian ở trong Babylon. Chúng con chính là những người được gọi đến để hủy diệt Babylon, các con gái của nó, Chúa ơi. Nhưng chúng con đã không để ý chuyện đó. Chúng con đã không đặt quyền trưởng nam của Ngài, không để giá trị Jerusalem, ô vinh hiển Ngài nơi cao, Chúa ạ, để thi hành cái quyền án phạt đó. Chúng con đã chọn những cái việc hư không, những việc lặt vặt đời này, Chúa ạ, mà quên mất đi cái ý muốn sâu xa, sâu nhiệm mà Ngài đặt để cho chúng con. Ngài đã dùng cả Gia-cốp để dạy một bài học tuyệt vời đó. Mà từ Gia-cốp, người đã được quyền trưởng nam. Vì người được quyền trưởng nam biết được quyền này, nên ông đã nhận được bản thiết kế tiền định mà Ngài dành cho ông trước sáng thế. Mà từ ông ra một dòng giống thánh khiết, Chúa, dòng giống mà từ đó, ô Chúa Giê-xu cứu chúng con vào đời, Chúa ạ. Chúa Giê-xu cứu chúng con vào thế gian qua dòng giống đó, Chúa ạ, để cứu thế gian này và thực hiện tất thảy điều sắp trong cõi đời đời trong ngày sắp tới. Chúa ơi, cho ăn năn, cho tan nát lòng của mình, Chúa ạ. Ô Chúa, nói Chúa ghê tởm tất cả cái điều mà khinh lờn quyền con trưởng, Chúa ạ. Hãy sức dầu tươi mới cho chúng con. Ô shakada barasakada yebrasakia leburu orebri yurasakada babiyurudu orechikada biyo. Chúa tha thứ chúng con trong sự lẩm bẩm vô tín, bất mãn, kêu ca, phán xét người sức dầu của mỗi chúng con. Khi chúng con những điều gì chúng con không hiểu thì chúng con bịt tai và chúng con coi rằng ô ma quỷ, ô tà giáo, Chúa ơi, cho nó ném đá những tiên tri với sức dầu của Chúa. Bao nhiêu ngày Ngài đã đến cầm chúng con như gà mái ấp con, Chúa ạ, nhưng con đã ném giết các tiên tri sứ đồ của Chúa, Chúa ạ. Ô, đã từ chối các giáo đồ, các giáo lý, các sự dạy dỗ các sứ đồ tiên tri, Chúa ạ, mà trên nền tảng đó, ô ra sao hội thánh Chúa đã lập lên, Chúa ơi. Chúa quên mất rằng hội thánh của Ngài là trụ và nền đã thật, Chúa ạ, trên tất thảy những sự dạy dỗ sứ đồ tiên tri. Chúa đã ném đá tiên tri đó. Hãy tha thôi chúng con, Chúa ạ. Máu
của thiên chúa đó ở trên tay chúng con. Chúa ơi, giờ đây hãy rửa mỗi chúng con trong huyết báu của Ngài, cho mỗi báp tên chúng con, cha ơi, trong huyết của Ngài, cho nhúng chìm chúng con trong huyết của Ngài. Đi Chúa ơi, ô, để chúng con ăn, để nuốt ô, tất cả huyết của Chúa, để huyết của Chúa ô, chảy trong từng đường gân thơ thịt chúng con, chảy trong từng tế bào chúng con, chảy trong từng ô, nếp nghĩ, hành động của chúng con, từng điểm sâu nhất, sâu xa nhất của linh hồn chúng con, Chúa đặt lên hết trong danh Chúa Jesus Christ, và Chúa vùng dậy, Chúa trong sự sống lại của Ngài, Chúa ô, để mặc sự mới, ô, mặc lại áo mới mà Ngài cho quần trưởng nam, con trưởng của Ngài, Chúa ô, áo mới sự vinh hiển, Chúa ô, đa sakara, áo mới kẻ sức giàu gấp bội, Chúa áo mới của người được ơn gấp bội, bản tính được cơ nghiệp của Đức Chúa Trời gấp bội phần, Chúa trong danh Chúa Jesus, Chúa bởi đức tin Chúa nhận lãnh đấy, Chúa ơi, bởi đức tin Chúa nhìn thấy từ mỗi chúng con ra dòng giống thánh khiết, Chúa dòng giống mới từ chúng con ra, bởi chúng con trưởng nam nên từ chúng con làm dòng mới, Chúa ạ, như từ Isen đã ra một dòng mới Isen vậy, Chúa ạ, đi trừ từ chúng con, từ mỗi chúng con cũng ra một dòng mới, ô Shakadabara, dòng Nguyễn Mạnh Cường, dòng Phạm Hữu Thịnh, ô Shakadabara, ô ra dòng từng một con người mới của chúng con, Chúa ạ, ô một dòng mới, Chúa ạ, một dòng mới có bản quyền mới của Ngài, Chúa ạ, đến trên cửa hẹp mà Ngài gọi chúng con, mà cửa đó chỉ có một mình chúng con, riêng chúng con mới thánh linh của Ngài mới qua nổi thôi, Chúa ơi, lạy Chúa, ô hãy chúc phúc chúng con, hãy thăm biến chúng con mạnh mẽ đến nỗi, Chúa ạ, hãy giúp lòng chúng con tìm kiếm Ngài đến nỗi, Chúa ơi, như Gia-cốp đã từng vật lộn với Ngài đến nỗi mà đổi đời, Chúa ạ, đến nỗi mà Ngài phải chia vào Gia-cốp, ô chúc phúc Gia-cốp, ô cái bản thiết kế tiền định, định mệnh tiền định mô Sakaraba về, ô sứ vậy tiền định của ông, Chúa ạ, trước sáng thế, Chúa ơi, Sakaraba đến nỗi mà sứ đồ Phao-lô phải cầu nguyện xin được Chúa Trời của Chúa Giêsu chúng con là cha vinh hiển, bản thần chỉ khôn sáng tỏ ra, không những chỉ nhận biết Chúa thôi đâu, nhưng nhận biết được cái bản thiết kế đó, nhận biết sứ mệnh hiển định của mình, sự kêu gọi của mình, Chúa ạ, và nữa nhận biết sự cơ nghiệp đó, Chúa ơi, ô Shakadaba, và cũng như nhận biết được quyền thi hành được đoạt được cơ nghiệp đó trong quyền trưởng nam này, Chúa ơi, ô sứ Phaolô đã cầu nguyện như vậy trong Ê-phê-sô, Chúa ạ, ô Rasaka bởi thần khôn sáng thần tỏ ra Ngài ngay giờ này hãy phủ đầy trên chúng con, cha ơi, nhân danh cha con thánh linh, Chúa phủ đầy trên tất anh chị em chúng con, Chúa đặc biệt người có đức tin, ô sạc về bờ đối với kẻ tin mọi việc đều được cả, Chúa ô Rasakarabadu tất thành kẻ nghi ngờ, Chúa thì không nhận lấy được chi, ô vì lời Chúa phán thôi, những người mà có lòng nghi ngờ ô thì không nhận lãnh được chi, đó là người phân tâm làm việc gì cũng không định, người đó chẳng đừng tưởng là nhận lãnh chi nơi Chúa, ô nhưng chúng con là người có lòng tin, vì Chúa Jesus Christ là cội rễ cuối cùng đức tin, Ngài ở trong chúng con, ngày hôm nay rema của Ngài phán chúng con, ô ra sao chúng con đã bỏ đi tất cả cái áo và chút đi tất cả tư duy của Babylon, Pharaoh, Egypto dơ bẩn này, Chúa ạ, ô chúng con thoát ra khỏi của Babylon, Chúa ạ, và chúng con đổ quay lại với Babylon, ô để đổ chén thánh lộ của Ngài trong quyền trưởng nam, Chúa ạ, gấp đôi trên Babylon, gấp đôi trên cái của nó, gấp đôi trên tất cả hội đoàn cộng sản mafia tôn giáo các loại, Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ, gấp đôi trên hội tam điểm Freemason, gấp đôi trên hội Illuminati, Chúa ạ, ô khai sáng giác ngộ, Chúa ạ, trong danh Chúa Jesus Christ, ô Shakadabara, nguyện ngay giờ này, Chúa ạ, Ngài thi hành điều đó cho chúng con, bởi chén thánh lộ sàng ba của Chúa ở trong tay chúng con đây, Chúa ơi, hãy đổ lại, hãy đổ đầy gấp đôi, Chúa ạ, để chúng con đổ xuống trên đầu Babylon, đổ trên con đầu của đại dâm phụ này, Chúa ạ, là kẻ làm điều ác, là mẹ của sự gớm ghiếc đã làm đời điều dâm loạn thế gian này, Chúa ơi, ô Đức Giê-hô-va, con ngày báo thù, con báo trả vì con Sion của Ngài, Chúa ạ, và xa tay Đức Chúa Trời sự kinh khiếp thay, Chúa ơi, ô Chúa, và Ngài cũng nói rồi, Ngài sức giàu trên chúng con, Chúa ạ, lời Ngài môi miệng chúng con, ô chúng con không những chỉ để kết hiệp lại giờ ô Giuđa và Isen của Ngài thành một gậy thôi đâu, Chúa ạ, nhưng chúng con được Ngài dùng làm ô giao ước cho dân ngoại, Chúa ạ, ô Ngài đã cho chúng con núp dưới bóng cánh của Ngài để dựng lên các tầng trời lập nền đất, Chúa ạ, ô Rasakadabara Yurasa, và với quyền trưởng tử này, Chúa ạ, chúng con mạnh mã, chúng con mạnh dạn mà chiếm đoạt tất cả cái mề gì mà Ngài đã hứa chúng con, ô từ sáng thế, Chúa ạ, đó là của chúng con, những điều gì mắt chúng con nhìn thấy, những gì tai chúng con nghe, những điều lòng chúng con nghĩ đến, Chúa ạ, tất cả điều đó chúng con đòi hết lại, Chúa ạ, nhưng không như thế đâu, Ngài còn gấp đôi và sắm sẵn tất cả điều đó cho chúng con, là những người mà yêu mến Ngài, ô những người tôn trọng hay tương giá trị nước trời của Ngài, Chúa ạ, những người yêu tất thảy điều từ Ngài yêu và ghét thảy điều từ Ngài ghét, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu, Chúa ơi, kể từ ngày hôm nay, Chúa ạ, ô nguyện, ô tất cả anh chúng con khi nghe ô lời này của Ngài, Chúa ạ, trở thành một hoàn toàn khác, nguyện
ngày hôm nay là bước ngoặt lớn trong đời sống chúng con, Chúa ạ. Để chúng con mặc trong năng quyền mới của Ngài, Chúa ạ. Để tất cả chiến trận thuộc linh chúng con có hiệu quả tuyệt đối trong Ngài, Chúa ạ. Để chúng con là những người thực sự những tướng binh, những chiến sĩ đặc nhiệm của Ngài trong đạo binh cuối cùng của Ngài ngày sau rốt. Mà khi xuất hiện thì mặt trời, mặt trăng phải tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng, Chúa ạ. Trời đất phải rung rinh và ngôi sao và tất cả các dân phải sầu đi tái mặt, Chúa ạ. Ô Rasakara, bởi vì chúng con kẻ là mạng lệnh của Ngài, mà những kẻ làm theo mạng lệnh Ngài rất mạnh, Chúa ơi. Và Ngài nói rồi, Ngài sẽ dùng chúng con, Chúa ạ, khi chúng con làm trưởng nam. Ô Rasakara, chúng con là búa và khí thế đánh giặc trong tay của Ngài, Chúa ạ. Ngài dùng chúng con để phá tan các dân và diệt các nước. Ngài dùng chúng con phá tan ngựa và kẻ cưỡi ngựa, tất thảy mọi cơ chế ngựa cưỡi ngựa, các thế lực thế gian này, Chúa ạ. Xe kẻ cưỡi xe. Ô Ngài dùng chúng con phá tan đàn ông đàn bà già và trẻ. Ngài dùng chúng con phá tan trai trẻ cái đồng trinh. Ngài dùng chúng con phá tan kẻ chăn và bầy nó, kẻ cây ruộng và đôi bò nó. Ô tất thảy các hội đoàn tôn giáo, kẻ chăn và đôi bò nó, kẻ cây ruộng đôi bò nó, ô đều bị lời Chúa qua chúng con phá tan hết tất cả hội đoàn tôn giáo đó, tất cả các hội đoàn Babylon tôn giáo đó đều đập tan thành trong lời cầu nguyện này, Chúa ạ. Vì lửa thạnh nộ trên trời với sự hủy diệt này đang đổ trên chúng cái không chừng mực, Chúa ạ, trong danh Jesus. Tất cả hội quỷ Satan đều đập tan thành, tất cả lãnh đạo hội quỷ Satan đều bị rút hết tất cả sức lực của người trong danh Jesus Christ. Vì lời Chúa đã phán rồi. Ô hỡi Đức Chúa Trời, kẻ ham đổ huyết và người giả nguyện không sống nửa số ngày đã định cho mình, Đức Chúa Trời sẽ sổ chung xuống hầm diệt vong, còn tôi thì tin cậy lời Chúa. Ô trong danh Chúa Cha Đức Chúa Con, ô trong danh Thánh Linh toàn năng, Shakata, rút tất cả các ngày tuổi thọ ô của kẻ mà lời Chúa nói ta ghét ấy sau. Tất thảy những kẻ nào mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho sự chết thì trong danh Chúa ta rút tuổi thọ các người. Nhân danh Đức Chúa Trời có tầng trời này đất, nhân danh Đức Chúa Trời có các thần và Đức Chúa Trời mọi loài xác thịt. Ô Rasata, hội đoàn cộng sản. Ô Rasakara, hội đoàn mafia tôn giáo tài phiệt. Ô Rasata, điểm Satan. Rasa, Hồi giáo, Phật giáo, ô Nho giáo, Khổng giáo, Shakadabarabahin, Ấn Độ giáo, ô tất cả các đoàn tôn giáo này đều bị sự tận diệt trời ngay dài trong danh Chúa Giêsu. Ô hơi lửa từ trời, vì gươm Đức Giê-hô-va đã uống đủ trên trời rồi, nó làm sự tàn diệt của Ngài với các thiên sứ phạm tội rồi, thì nay nó xuống trên dân mà Ngài làm sự rủa xả, làm sự đoán định. Ô Rasakaraba, ô gươm Đức Giê-hô-va hãy đổ xuống. Ô chén thánh nộ xoàng ba ngày hãy tiếp tục đổ xuống trên các dân mà Ngài làm sự rủa xả này, Chúa ạ. Ô ra để diệt hết tất thảy các thần linh ô uế đó, những kẻ mà gài mì chúng tội lỗi, chống nghịch các thánh linh của Chúa Trời, những kẻ không có tên trong sách sự sống của Ngài, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, Shakada hãy thoát ra trong danh Chúa Jesus Christ. Ô Rasakaraba, ô và Chúa ơi, chúng con cũng công bố cả sự thương xót của Ngài, vì sự thương xót thắng sự đoán xét, Chúa ạ. Ô với những người có cơ hội được ăn năn, Chúa ạ. Ô để linh hồn họ được cứu trong ngày phán xét, mặc dù thân thể của họ sẽ bị phao phó chủ Satan, bị tàn phá trong các dịch lệ, tàn phá trong các sự trừng phạt khác, nhưng linh hồn họ phải được cứu trong ngày Chúa Jesus. Nhân danh Cha Con Thánh Linh, Chúa ạ. Còn cảm ơn Chúa. Chúa ơi, nguyện tất cả chúng con ô mặc lấy sự dạy dỗ giáo lý sứ đồ tiên tri, Chúa ạ. Ô mặc lấy ân điển Chúa làm mình cho mạnh mẽ, Chúa ạ, để chúng bước vào trong chiến trận thuộc linh, một giai đoạn mới, một bước ngoặt mới, một sự bày tỏ mới, Chúa ạ. Nhân danh Cha Con Thánh Linh. Ô Rasakara, và Chúa ơi, Ngài nói rồi, ta sẽ báo cho các con đầy cai trị, các con đầy hình, nhưng trước mặt các ngươi ta sẽ báo trả cho Babylon và mọi dân canh đê phạm điều ác chi mà chúng nó đã làm tại Sion. Ô tất cả điều gì mà chúng làm tại Sion, tất cả điều gì mà con gái Babylon này, tất cả điều gì các dân canh đê Shaka đã làm tại Babylon này, Chúa ơi, thì đều bị báo trả gấp đôi gấp bội phần ngay giờ này, từ ngay giờ này trở đi, Chúa ạ. Một mốc ngày nay mùng 1 tháng 8 năm 2020 trở đi là sự phán xét khủng khiếp vô lượng, ô vô thời hạn Đức Chúa Trời đến trên tất thảy đầu của kẻ dữ. Ô sự nóng giận Đức Giê-hô-va, ô cơn thạnh nộ Đức Giê-hô-va, cơn bão lớn Đức Giê-hô-va là cơn thạnh nộ Ngài đã phát ra trên đầu kẻ dữ. Sự thạnh nộ Đức Chúa Trời sẽ chẳng trở về khi đã làm toàn ý tưởng trong lòng Ngài trong ngày sau rốt. Đã ngày nay chúng con sẽ hiểu điều đó, và chúng con đã hiểu điều đó, Cha ơi, bởi Thánh Linh của Ngài, bởi thần tỏ ra của Chúa, và chúng con bởi đức tin trong con Đức Chúa Trời, chúng con khai phóng ô lời Chúa ra, và lời Chúa chạy dốc vào, lời Chúa hủy diệt tất thảy kẻ dữ, Chúa ạ. Ô những cứu tất thảy, ô những người được sắm sẵn cho sự cứu rỗi của Ngài, Chúa ạ, mà Ngài biết rõ điều đó. Ô Ngài biết rõ điều đó, Chúa ạ. Ô trong danh Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ơi, hãy tiếp tục rèn tập chúng con. Ô Rasakrabam Codex, bộ luật của những quan án công bình của Chúa, bộ luật Shaka của con cái Chúa, bộ luật của thẩm phán, bộ luật đạo đức và hành vi của thẩm phán, Chúa, để xứng đáng làm vua, làm thầy tế lễ, làm tiên tri, làm quan án của Ngài trên thế gian, Chúa ơi.
để chúng con không xóa đoán theo xác thịt của mình, không xét đoán và nhận xét mọi thứ theo xác thịt của mình. Ồ, như sứ đồ Phaolô thời thơ ấu đã từng làm vậy, nhưng chúng con phải xét đoán theo thánh linh của Chúa, theo lẽ công bình của Ngài. Chúa ơi, trong danh Chúa Jesus Christ. Hallelujah. Chúa cảm ơn Cha, Chúa cảm ơn Ngài. Hallelujah. Nguyện tất thảy các múi, chín múi của một bông trái thánh linh, Chúa ạ, đầy ngập trong chúng con, Chúa ạ. Múi của yêu thương, vui mừng, bình an, múi của nhân từ, múi của trung tín, hiền lành, nhịn nhục. Ô rất tiết độ, Chúa ạ. Tất cả các múi đó, chín múi đó được căng mọng thành một quả thánh linh trong đời sống chúng con, Chúa ạ. Đến ngày này, ngày đến ngày hái quả đó, ngày thấy mỗi chúng con căng mọng trong Ngài và ngày dùng trong công việc của nước Ngài, Chúa ạ. Ô, để danh Cha tôn thánh, nước Cha đến, ý Cha nên trong và qua đời sống của mỗi chúng con dưới đất này cũng y trên trời vậy. Cho nên cảm tạ ơn Cha, cho nên dâng Ngài mọi sự ngợi khen vinh hiển, mọi quyền phép thế lực đều thuộc về Ngài và chỉ thuộc mình Ngài mà thôi, Chúa ạ. Và chúng hiệp lòng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah, ngợi khen Chúa. Tạ Chúa. Chúa. Hallelujah. Vào hồi 18 giờ ngày 4 tháng 8, một vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon đã làm thiệt mạng ít nhất 78 người, gần 4.000 người khác bị thương. Ước tính khoảng 2.700 tấn ammonium nitrate đã phát nổ, tương đương sức công phá của khoảng 3 kg TNT và bằng khoảng 1/5 sức công phá của quả bom nguyên tử Little Boy được thả xuống Hiroshima thời Thế chiến thứ hai. Giới chức Lebanon đổ lỗi cho lô hóa chất ammonium nitrate trong một nhà kho từ năm 2013 gây ra vụ nổ. Hội đồng Quốc phòng Lebanon tuyên bố khu vực cảng ở thủ đô là khu vực thảm họa. Hiện chưa rõ nguyên nhân nào khiến lô hóa chất bị nổ. Mặc dù theo đánh giá ban đầu của các nhà chức trách, vụ nổ chết người có khả năng là một vụ tai nạn thương tâm, song các nguồn tin tình báo nói với Fox News, họ không loại trừ đây là một trò bẩn. Ammonium nitrate được sử dụng làm phân bón, đã được sử dụng trong vụ đánh bom Oklahoma City năm 1995.
Mến chào tất cả các anh em lần nữa nhé. Các anh em đã nghe hết tất cả các thông điệp của ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Đang ở ngoài trời, chúng ta vẫn nghe rõ chưa? Bây giờ đến tiết mục chuyên đề là hỏi đáp, trả lời câu hỏi và cầu nguyện cho các nan đề. Có một bạn có gửi cho tôi câu hỏi thế này. Dạ, mục sư, con có câu hỏi trong Matthew đoạn 11 câu 12. Xong, từ ngày bắp tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép và là kẻ hãm ép đó cho anh lấy, nghĩa là sao ạ? Ok, cảm ơn bạn làm một câu hỏi nhé. Đây, câu hỏi rất là hay đấy các bạn ạ. Ngày xưa khi đọc công trình này thì tôi lại cứ tưởng rằng là nước thiên đàng bị cướp, và cái kẻ cướp là kẻ hãm ép đấy, đã cướp được thiên đàng, và cứ tưởng là quỷ Satan nó cướp được thiên đàng. Nhưng thực ra không phải như vậy. Nếu các bạn đọc các bạn bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh, tiếng Nga thì lại là chuyện khác. Dịch ra rất rõ ràng và rõ nghĩa. Và cái đoạn dịch đó còn hay hơn nữa, đó là nó phù hợp với cả Kinh Thánh. Nên vì thế đọc Kinh Thánh, các bạn không thể chỉ đọc một câu, mà đọc Kinh Thánh phải đọc trọn hết cả các đoạn, các phần khác của Kinh Thánh. Thì Kinh Thánh, đấy, đảm việc đấy mới đảm bảo chúng ta hiểu Kinh Thánh đúng hơn. Hãy nhớ nguyên tắc Alpha Omega, nguyên tắc 7 trụ cột, chuẩn bị tâm lòng và nguyên tắc thập tự giá. Các bạn cần phải đọc lại lên trên một chút nữa. Thì thấy thế này. À, trước khi đọc lên trên tí nhá, thì tiếng bản từ tiếng Nga hoặc tiếng Anh có nói này: xong từ thời răng bắp tít đến nay thì nước thiên đàng được đoạt bằng sức mạnh, và cái người mà sử dụng sức mạnh đấy thì mới đoạt được nước thiên đàng. Đấy, điều này rất đúng, bởi vì trong sách Công vụ sứ đồ đoạn 14, sứ đồ Phaolô có viết rằng là khi hai sứ đồ đi giao truyền tin lành ở trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ, thì trở về Lystra, thành Iconi và thành Antioch, giục các môn đồ vững lòng, khuyên phải bền đỗ trong đức tin và báo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được nước Đức Chúa Trời. Wow, các bạn thấy chưa? Tức là phải dùng sức mạnh mới có thể vào nước Đức Chúa Trời. Ngày xưa người ta cứ tưởng rằng chỉ cần tiếp nhận Chúa Giêsu đơn giản, thì sau đó là chết xong được lên thiên đàng. Không đơn giản thế đâu các bạn ạ. Tại tôi nói cho các bạn, trong ngày đó có rất nhiều người bị khủng hoảng, thậm chí những người mục sư đấy, họ bị khủng hoảng, bị quẳng xuống hồ lửa. Bạn thấy kinh không? Họ bảo ôi đâu, con đã dùng, con đã nhân danh Chúa giảng tin lành, nhân danh Chúa cầu nguyện, nhân danh Chúa đuổi quỷ, con đã kiêng ăn, chúng con đã làm đủ các thứ. Chúng bảo không, phải cả tao không biết các người là ai cả. Thật kinh hoàng đúng các bạn, bao nhiêu công cấp. Bạn hãy đọc cái câu thánh này trước khi mà để giải nghĩa cho đúng hơn ấy, bạn hãy đọc được phía trên tí nữa, phía trên tí nữa, đọc phía trên cho bạn nhé. Quả thật cụ ta nói cùng các ngươi, trong vòng những người do người nữ sinh ra không ai vĩ đại hơn rằng Baptist, nhưng kẻ nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng còn vĩ đại hơn ông ấy. Từ ngày Giăng Baptist đến nay, vương quốc thiên đàng đã chịu áp lực mạnh mẽ, kẻ nào muốn vào đều phải sử dụng hết sức mình. Rồi, đây bản dịch Kinh Thánh này. Đấy, có dịch chuẩn hơn một chút là cái điều mà chúng ta đang thắc mắc ở đây. Kinh Thánh đây rồi, ok. Và bạn để ý đấy, câu Kinh Thánh này nói thế có nghĩa là gì với chúng ta? Ở trong đây, từ thời Giăng Baptít đến nay, nước thiên đàng phải dùng sức mới có thể vào được. Từ nước thiên đàng đấy chỉ bắt đầu có thể được ban cho con người bắt đầu từ thời Giăng Baptít, chứ không phải trước Giăng Baptít. Tại vì nếu mà ai đó tưởng rằng là ma quỷ nó cướp được nước thiên đàng thì thôi, kinh hoàng quá, ma quỷ nó lớn mạnh thế sao? Ma quỷ sao cướp được nước thiên đàng? Để con người đã bàn giao nước thiên đàng cho nó bởi sự ngu dại của mình và bị lừa, và đã bàn giao cái phần địa đàng dưới đất này, tức là thiên đàng dưới đất này cho ma quỷ. Nhưng nước thiên đàng không bị mất các bạn ạ. Đức Chúa Trời ngài không bao giờ chịu mất đâu, ngài không bao giờ chịu thua. Cái phần con người bị thua đấy, ok, con người thua phần con người, và ngài đã giúp con người qua sự đến, sự giáng sinh, sự chịu thương khó và sự chết cùng sự sống lại Chúa Giêsu rồi, và sự thăng thiên ngài rồi, và ngài ban chúng ta cái quyền phép để chúng ta chiến thắng. Hãy nhớ Giăng Báp-tít là ai vậy? Giăng Báp-tít là một tiên tri tuyệt vời của Chúa Trời. Tiên tri này chỉ nói rất ít trong Kinh Thánh. Thế mà Kinh Thánh lại nói rằng là Chúa Giêsu nói thẳng luôn là trong tất cả những người, bởi người nữ sinh ra không ai lớn bằng Giăng Báp-tít. Tức là Giăng Báp-tít còn lớn hơn cả Môsê, Giăng Báp-tít còn lớn hơn cả David, lớn hơn cả Solomon, lớn hơn cả Daniel, Joseph á. Lớn hơn cả Noe. Giăng Báp-tít lớn như vậy á. Tại sao ông ấy lớn? Tại vì ông biết sứ mạng của ông ấy. Sứ mạng ông ấy là dọn đường đi cho Chúa. Tức là qua đời sống của ông ấy, Chúa Giêsu mới có thể vào được nước thiên đàng.
ông ấy, cái sứ mạng ông ấy là giao chuyện ăn năn để dọn đường cho Chúa Giêsu xuống thế giới lần thứ hai, tức là chức vụ cực kỳ lớn vĩ đại, đúng không? Từ trước giờ Baptist đấy đã có nhiều tiên tri khác đã nói tí nói một chút đấy, mỗi tiên tri nói một chút để mở đường rồi đã cảnh cáo trước rồi, nhưng Giao Baptist đấy là người cuối cùng để thực hiện chức mạng đấy để dọn đường cho Chúa. Tức là Giao Baptist là người của sứ mạng, người của sứ mạng tiền định. Giao Baptist là người biết được cái bản thiết kế tiền định cho mình, và chúng ta biết số phận Giao Baptist là sao, đúng không? Giao Baptist còn bị chặt đầu nữa, như thế nào nữa? Từ Giao Baptist phải tốn sức thế nào, phải bao nhiêu công sức ấy mới có thể vào được thiên đàng. Thế thì Chúa nói là từ Giao Baptist ấy, từ thời Giao Baptist cho đến nay thì người ta phải dùng sức mạnh mới có thể vào được thiên đàng. Tức là chúng ta cần phải dùng sức mạnh đấy để vật lộn với Đức Chúa Trời, để được Chúa Trời chia cho chúng ta cái bản thiết kế tiền định như Ngài đã từng làm với Gia-cốp. Đây, người không còn là Gia-cốp nữa, mà người từ giờ trở đi là Israel. Đó, tuyệt vời chưa các bạn? Tức là bạn phải vật lộn, bạn phải dùng sức của mình, hết sức mình để vật lộn với Đức Chúa Trời, để tìm lấy từ trong tay Ngài bản thiết kế tiền định mà Đức Chúa đã giữ bạn từ trước sáng thế. Đây là sức mạnh đấy mới có thể vào được thiên đàng thôi các bạn ạ. Đây chính là cửa hẹp. Cửa hẹp là khi bạn biết được sức mạnh tiền định của mình thì lúc đó bạn sẽ biết được sự kêu gọi và chọn lựa của mình. Thì sang hết hai phía đấy có nói bằng cách đó bạn có thể được đưa vào một cách rời rộng trong nước Đức Chúa Trời của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Thì bạn thấy chưa, thông thường Chúa hay cảnh cáo chúng ta là chớ vào các cửa rộng, cửa khoảng khách và nơi đó sẽ hư mất, mà hãy vào cửa hẹp. Thì cái cửa hẹp duy nhất ấy, mà chỉ có một mình bạn mới có thể vào được thôi, không ai, không con người nào có thể vào được. Đó chính là sứ mạng tiền định của bạn. Bạn chỉ có thể vào được đó thôi với ai? Với Chúa Thánh Linh, vậy thôi. Và Giăng Báp-tít ấy, ông đã định cửa hẹp. Cái cửa hẹp của ông ấy là Chúa nhấn mạnh chỉ có Giăng Báp-tít thôi. Tại sao Chúa Giêsu lại chọn Giăng Báp-tít và tách Giăng Báp-tít ra, tách Giăng Báp-tít ra khỏi bao nhiêu đứng tiên tri, ra tất cả những người được sinh bởi người nữ, chỉ Giăng Báp-tít được tách ra. Và Chúa nói rằng là không ai lớn bằng Giăng Báp-tít. Tất cả những cái người mà sinh bởi đàn bà, sinh bởi người nữ đấy, không ai to bằng Giăng Báp-tít. Mà Giăng Báp-tít nói rất ít, Giăng Báp-tít thậm chí còn không viết ra cái cuốn sách gì cả. Giăng Báp-tít chẳng có làm cái phép lạ cầu nguyện gì để người chết sống lại là cái gì, không có nhiều. Nếu mà người ta cứ thiên về cái chuyện là so sánh cái độ lớn, độ vĩ đại của tiên tri đấy, thì người ta cứ tưởng phép lạ đó là tiên tri vĩ đại. Không, không. Và đây Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết đấy, Giăng Báp-tít hầu như không làm phép lạ gì cả các bạn. Mà cái điều tuyệt vời mà Giăng Báp-tít làm được đó, Giăng Báp-tít là người của sứ mạng. Đó, Giăng Báp-tít là người sứ mạng. Wow, bạn đã nhìn thấy Giăng Báp-tít là người sứ mạng, và chỉ khi biết được sứ mạng tiền định của mình thôi, xong Giăng Báp-tít trở nên lớn hơn tất cả các tiên tri còn lại, thấy chưa? Tất cả người sinh bởi ai? Sinh bởi xác thịt. Giăng Báp-tít khi biết sứ mạng của mình, Giăng Báp-tít to hơn hết tất cả. Thì Đức Chúa Ngài cũng muốn như vậy, bạn phải dùng hết sức của mình để đoạt lấy nước thiên đàng như là Giăng Báp-tít đã từng làm, để mà vật lộn tìm được bản thiết kế tiền định của Đức Chúa Trời dành cho mình như Israel. Đó. Và khi đấy thì nước thiên đàng chỉ thuộc về những người mà sao ạ, dùng sức mạnh mới vào được thôi. Như trong sách Công vụ Sứ Đồ mà tôi nhắc cho bạn ấy, như Sứ Đồ đã dạy dỗ rồi, là rất khó khăn, phải trải qua rất khó khăn mới vào được thiên đàng. Mà rất khó khăn thì chúng ta phải tốn rất nhiều sức, tốn nhiều công sức của chúng ta, và chúng ta nhờ cậy ân điển Đức Chúa Trời làm cho mình mạnh mẽ vào được thiên đàng. Ok. Ok, như vậy là trả lời câu hỏi cho một bạn rồi. Và các bạn còn câu hỏi gì nữa không? Tôi trả lời luôn ngày hôm nay. Nếu không thì chúng ta cũng đủ thời gian rồi ha, và chúng ta sẽ cầu nguyện. Các bạn có vấn đề gì về vấn đề sức khỏe hay cái gì không? Hallelujah. Cái lời trong cái bài giảng vừa rồi thì tôi đã phát cho các bạn trong cái đại hội cầu nguyện chín trận thuộc linh mùng 1 tháng 8 vừa qua, và tôi đã chia sẻ lời Chúa trong đó. Và bên hôm nay tôi phát lại cho các bạn để bạn nhìn thấy từ mùng 1 tháng 8 đấy, từ lúc đó trở đi đấy, sự thạnh nộ Đức Trời giáng trên các con đầu lòng của sự Điếp Tô, sự thạnh nộ Đức Trời giáng trên các con đầu lòng của Pharaoh, diệt các con trưởng nam của Babylon, diệt các con gái Babylon các bạn ạ. Bạn sẽ nhìn thấy từ tháng 8 trở đi bắt đầu có những cao trào lớn, có những cái chuyện còn lớn, còn giết, còn rất nhiều cái chuyện lớn hơn nữa, còn nhân tai rồi thiên tai rồi nhân tai, thiên tai nhân tai, thiên tai nhân tai, cứ thế thôi, và loạn xạ cả lên các bạn ạ. Thiên tai nhân tai, thiên tai nhân tai, và nhân tai là nguy hiểm, bởi nhân tai nó sẽ lưu đến chính Babylon các bạn ạ, đến con gái Babylon là những kẻ mà nắm giữ cơ nghiệp của Chúa Trời, và chúng ta là những người mà kêu gọi đấy để vào trong miền đất hứa là Canaan, nơi đó kẻ khổng lồ là con cái Babylon để mà chiếm miền đất hứa đấy. Nên vì thế Babylon ấy, trong Babylon là nó nắm giữ cơ nghiệp của con cái Đức Trời trong đó.
Thế tại sao chúng ta cần phải tiêu diệt Babylon và diệt con gái của Babylon như lời Chúa đã nói đấy trong sách Khải Huyền, mà Chúa đã ra mạng lệnh chúng ta phải giải sao ạ? Báo trả cho Babylon, làm cho nó gấp đôi những gì nó làm cho kẻ khác. Hãy báo trả gấp đôi đó, hãy pha cho nó gấp hai chén nó pha cho kẻ khác. Ok. Thôi bây giờ chúng ta cầu nguyện. Và bất kể những tin lành là mùi sự sống cho người tin, nhưng tin lành là mùi sự chết cho kẻ vô tín, cho kẻ xúc phạm, kẻ phạm thượng. Các bạn ạ, chúng ta biết điều đó rồi. Trong Kinh Thánh đã nói về sự phạm thượng. Những cái người nào mà ghi mãi trong sự phạm thượng đấy, thì Đức Chúa Trời sẽ đánh phạt những kẻ đó. Lời Chúa nói rõ ràng. Các bạn ạ, đây chúng ta có thể kêu xin Chúa thương xót thôi, nhưng cái sự mà án phạt Đức Chúa Trời thì vẫn cứ đến trên những kẻ mà phạm thượng Đức Chúa Trời, phạm thượng đến những thần vớ vẩn trên da này, họ còn ăn đòn, huống chi phạm thượng đến Đức Chúa Trời, Chúa của các thần và Chúa mọi là xác thịt. Amen. Vì vậy hãy kêu, tôi kêu gọi các bạn này, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, kính sợ Đức Chúa Trời, giữ môi miệng của mình, kẻo Đức Chúa Trời Ngài sẽ báo trả theo môi miệng, gieo gì gặt nấy, gieo sự căm thù sẽ nhận sự căm thù đích đáng, gieo sự bệnh bạn nhận sự bệnh bạn đích đáng, và gặt đấy bao giờ nó lớn gấp nhiều so với phần gieo. Còn đối với người mà tin con cái Chúa đấy, thì chúng ta thực hiện nghĩa vụ quan xét đấy, quan án thẩm phán với Chúa Trời đấy, thì chúng ta gieo trong tình yêu thương các bạn, kể cả khi chúng ta công bố cả án phạt với Chúa Trời trên ai đấy, vẫn trong sự tình yêu thương, vẫn trong sự thương xót những cái linh hồn nào đó bị hư mất, vẫn trong sự thương xót những cái thân thể nào đó mà Đức Chúa Trời phải phó cho quỷ Satan để bị hủy hoại, nhưng linh hồn được cứu trong ngày Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Amen. Ô lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài, xin Ngài chúc phước cho tất anh chị chúng con chúng đây. Ô chúc phước cho tất cả anh em chị em chúng con Chúa. Ô con gọi sự thương xót Chúa, sự bày tỏ của Ngài, sự tỏ ra của Đức Chúa Trời cho họ mở linh hồn, mở mắt, mở trí cho họ Chúa, để nhận biết rằng Ngài là mới là Đức Chúa Trời. Còn tất cả mọi sự đặt chạm là gì cả, vì danh Ngài là Giê-hô-va, có nghĩa Ngài mới là, Ngài là ta là, tức chỉ có Ngài là thôi. Còn tất cả mọi sự chẳng là cái thá gì cả Chúa, chỉ có Ngài mới là, là tuyệt đối thôi. Còn tất cả mọi thứ này sẽ qua hết đi Chúa, nhưng chỉ có Ngài ô là tuyệt đối. Và những ai làm theo lời Ngài, ai tin vào lời Ngài Chúa, thì xây dựng đời sống của mình trên hệ thống giá trị nước trời Chúa, nhận biết lẽ thật, ô và lẽ thật đã giải phóng họ và biến họ trở thành những anh hùng trong thời gian này và chiếm được đất hứa của mình. Và để trong ngày phán xét đó, họ đứng nổi trong ngày phán xét, họ đứng nổi trong ngày phán xét Chúa. Ô Chúa ơi, con cầu nguyện để tất anh chị em con, những người mà nghe bài giảng này và tiếp nhận được đức tin, thì tất cả họ và dòng giống họ cũng như người nghe họ mà tin theo nữa Chúa, cũng sẽ đứng nổi trong ngày phán xét của Đức Chúa Trời, đứng nổi trong ngày thách nộ của Đấng Chí Cao toàn năng Chúa. Chúa cảm tạ ơn Chúa. Chúa ơi, nguyện sự phán xét Chúa tiếp tục đổ trên Babylon và các con gái của nó. Chúa tin và tiếp tục công bố. Chúa cảm ơn Ngài. Nguyện sự thương xót Chúa tiếp tục đến trên những người có tâm lòng ăn năn đau đớn, nghe lời của Chúa mà run Chúa. Chúa ngợi khen Ngài và vinh hiển được thuộc về Ngài. Chúa công bố sự chữa lành của Ngài. Ôi trên những người bị bệnh về đường tiết niệu Chúa, bệnh về đường tiêu hóa, đường tiết niệu, còn công bố sự chữa lành, sự rửa sạch trên đường tiết niệu này, còn công bố sự rửa sạch của Ngài trên đường tiết niệu này Chúa, và nhắc nhở người anh em đó Chúa, để cảnh tỉnh anh em cho đó trong ngày phán xét của Chúa Trời Chúa, để giữ đời sống của mình trong sự thánh sạch trọn vẹn, cả tâm trí, cả ý tưởng, cả lời nói và hành động nữa, trong danh Chúa Giêsu. Con cảm tạ ơn Chúa, mọi vinh quang được thuộc về Ngài. Chúng ngợi khen Chúa thật nhiều, yêu Ngài, yêu mến nhau. Chúng hiệp một cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Amen. Tạ ơn Chúa. Tại vậy thôi nhá, và chúng ta chia tay ở đây, và chúng ta nhớ rằng cộng sản, chủ nghĩa cộng sản sụp đổ. Đây là một trong các con gái của Babylon. Chúng ta công bố sự thạnh nộ Đức Trời đến trên con gái Babylon cộng sản này và nhiều con gái Babylon khác mà Đức Trời sẽ tỏ ra trong cá nhân của anh chị chúng ta. Ok, như vậy bạn Nam đã nhận được câu trả lời rồi nhé. Chúa ban phước cho tất cả chúng ta.